Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý ông, quý bà, toàn thể quý cô bác, anh chị em đồng đạo kính mến. Thưa quý vị, hôm nay vào ngày 23 tháng 8 năm Nhâm Dần 2022 là ngày thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo lần 2 quý 3 tại ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Hậu này. Thật là một cái điều vinh hạnh lớn lao cho tôi. Thì từ khi tốt nghiệp giáo lý viên đến nay cũng hơn mười mấy năm. Đây cũng là lần đầu tiên mà chúng tôi được đến ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Hậu này để đứng trước một cái diễn đàn trọng thể như hôm nay, để được gặp gỡ toàn thể quý cô bác, anh chị em đồng đạo chúng ta là những quý vị chơn tu tâm đạo, quý vị tín đồ thuần thành của Đức Tôn Sư Tôn Kính, để cùng nhau chúng ta chia sẻ qua lời vàng tiếng ngọc của Đức Thầy. Đặc biệt là chúng ta tìm hiểu qua cái chuyên đề, tìm hiểu ý nghĩa 6 câu trong quyển 5, đó là mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng, chi cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới luật nghe kinh trọng Phật, đến lâm trung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Thì nói đến cái chuyên đề này thì tất cả đồng đạo chúng ta có mặt hôm nay thì hầu như hết sức là quen thuộc, đã trải qua một cái thời gian dài, tất cả đội ngũ giáo lý viên cũng đã được trình bày nhiều lần tại nhiều diễn đàn mà đồng đạo chúng ta đã từng nghe. Thì thưa quý vị, thì trước khi đi vào nội dung chuyên đề gặp gỡ chia sẻ quý vị trong cái buổi thuyết giảng hôm nay, thì lời nói đầu tiên của tôi không gì hơn chân thành kính gửi đến toàn thể chư quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất của chúng tôi. Thì thưa toàn thể quý đồng đạo kính mến, thì tất cả đồng đạo chúng ta đã biết Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo, tức là Đức Thầy tôn kính chúng ta, Ngài đã ra đời mở đạo tại làng Hòa Hảo cách đây 83 năm, tháng 5 18 rõ ràng, cùng khắp xóm làng ai cũng cười gieo. Tức là với cái sứ mạng lâm phàm cứu độ chúng sanh trong cái thời hạ quân mạt pháp này, Đức Thầy chúng ta Ngài dùng ba phương tiện cùng một lúc, đó là trị bệnh độ đời, thuyết pháp độ đời và viết kệ giảng độ đời. Trong cái bối cảnh viết kệ giảng độ đời thì tại nhà thương Chợ Quán Sài Gòn năm Tân Tỵ 1941, Đức Thầy chúng ta cất bút sáng tác quyển Phiến Thiện, tức là quyển Phiến Thiện của ông Vô Danh Cư Sĩ, dài 776 câu, khởi đầu bằng câu băng tâm ngẫu hứng thừa nhàn, và chấm dứt bảy câu sĩ xuất dân từ dốc dạy phiên. Hôm nay tại diễn đàn trọng thể này, chúng ta sẽ tìm hiểu, bàn bạc, chia sẻ qua 6 câu giảng trong quyển 5 mà Đức Thầy chúng ta đã sáng tác tại Sài Gòn nhà thương Chợ Quán năm Tân Tỵ 1941. Đó là mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng, chi cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới luật nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Thì thưa toàn thể đồng đạo, thì giờ đây mời đồng đạo cùng chúng tôi, chúng ta tìm hiểu qua ý nghĩa từng câu mà Đức Thầy chúng ta đã dạy tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, đặc biệt là dạy chúng ta có mặt trong hội trường hôm nay. Trên bước đường lộ trình giải thoát, chúng ta phải làm gì và chúng ta phải tránh những gì để chúng ta đầy đủ cái tiêu chí để chúng ta về cõi Tây Phật, về cõi Phật mà Đức Thầy cho biết đó là đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đại trời. Thưa toàn thể quý đồng đạo kính mến, cái câu thứ nhất Đức Thầy cho biết thế này: mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ. Như vậy thì cái câu thứ nhất này nó có ba cái ý: một là mau thức tỉnh, hai là tu thân, ba trễ, tức là trễ như thế nào. Thì giờ đây mời quý vị chúng ta cùng nhau để tìm hiểu như sau. Thì thưa toàn thể đồng đạo, đầu tiên nhất Đức Thầy kêu gọi chúng ta là mau thức tỉnh. Cái chữ mau là gì quý vị? Chữ mau tức là dục thúc, là kêu gọi chúng ta nhanh lên, lẹ lên để không trễ cô bác à, để quá trễ. Thành ra Đức Thầy cho biết đó là mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hội này. Như vậy cái chữ mau mà Đức Thầy đã dục thúc, đã kêu gọi chúng ta, bởi vì chúng ta chắc mê lắm phải không cô bác? Chúng ta chắc giải đãi lắm phải không? Thành ra chúng ta chần chờ lắm phải không? Vì vậy mà 83 năm qua Đức Thầy đã khai đạo, đã dạy cho nhân loại chúng sanh. Giáo lý thì đồng đạo chúng ta đã học thuộc rồi, trên bước đường hành đạo thì chúng ta đã có làm rồi đó. Mà theo tôi độ chắc chậm,
phải không? Chắc giải đãi. Thành ra Đức Thầy kêu gọi chúng ta là mau. Như vậy thì mau thức tỉnh tu thân kẻo kể. Cái chữ mau ở đây mà mau phải thức tỉnh quý vị. Tại sao? Bởi vì chắc chúng ta mê. Mà Đức Thầy cho biết là trong khi các trò cỏ trong biển mê sông khổ thường bị chướng nghiệp nhiều đời, mà làm cho linh hồn phải chìm đắm trong ba cõi sáu đường, xuống xuống lên lên luân hồi chuyển kiếp. Phải không các bác? Ấy gì chẳng qua lục căn sai đắm lục trần, ý thức lầm lại có các trò nhận lấy cái thân ngô trượt này là thật. Cảnh phú quý cùng cuộc tình duyên tồn tại vui sai nào hay thân vô thường này tạm mượn, do tứ đại hiệp thành không chi bền chắc. Phải không? Cái sắc nước hương trời của các trò có khác chi, cành qua sớm nở chiều tàn không chi bền chắc. Còn linh hồn và tội chướng phải lương chuyển báo đền. Bởi vì cô bác mình biết không, mê với tỉnh nhận ra là lý thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài. Phải không? Thức dậy mà tầm đạo kiếm bài để thi cử khỏi mang tiếng rớt ra chỗ này. Vì vậy Đức Thầy chúng ta ngài nhấn mạnh là trong khi các trò cỏ trong biển mê sông khổ, chúng ta mê cô bác à. Vì vậy mà Đức Thầy đánh thức chúng ta, ngài kêu gọi là mau thức tỉnh. À, cái chữ thức là chúng ta giác biết, cái chữ tỉnh đó là chúng ta làm gì không mê. Như vậy thì hôm nay Đức Thầy kêu gọi chúng ta qua một đoạn là mau thức tỉnh, bởi vì chúng ta mê. Thì xin thưa đồng đạo, mê cái gì cô bác? Cô bác mình nghĩ lại coi, có phải mê trong danh, trong lợi, trong tình, ăn, ngủ phải không? Có gì đâu lạ đâu. Năm cái món ngũ dục này mà từ xưa đến nay chúng ta không thoát ly ra được, chúng ta luân hồi sanh tử là do năm cái món này, chứ không gì lạ cho cô bác à. Xin thưa đồng đạo mình, xin thưa cô bác mình, trong hội trường này có ai mến danh không? Xin thưa mến chứ, phải không? Rồi xin thưa ai có mến lợi không? Rồi ai có khi có mến tình không? À, rồi ăn no, à, rồi ngủ khỏe, ai chịu không cô bác? Cũng chịu, cũng thích chứ. Thành ra như vậy đó, thì cô bác mình nghĩ coi, Đức Thầy cho biết mình mê. Mình mê ở đây, mình mê trong danh, lợi, tình, ăn ngủ. Không gì lạ chứ. Mà đặc biệt nữa là chúng ta chấp. Bên cạnh này chúng ta chấp. Chấp gì? Chúng ta chấp cái thân này là thật, phải không? Của cải vật chất ở thế gian này, tiền tài, xe cộ, vợ con, rồi ruộng, rồi rừng, rồi tiền bạc, ha? Tất cả những gì ở thế gian này chúng ta chấp vĩnh viễn trường tồn. Thành ra không thoát ly ra được, chứ có gì đâu lạ đâu, phải không cô bác? À, thành ra như vậy thì Đức Thầy kêu mau thức tỉnh tu thân kẻo kể. Như vậy mình phải tỉnh thức, mình phải giác biết rằng thế gian này nó không thật cô bác à. Thế gian này không thật, đến cái thân chúng ta cũng không giữ được, đừng nói chi đến tài sản của cải vật chất vợ con chúng ta, phải không quý cô bác? Cô bác mình nghĩ coi, mới hồi nào đó, bây giờ mình nhìn lại coi cái thời son trẻ của mình, quý cô mình là còn là một vị thiếu nữ đẹp, à, quý chú mấy anh mình là một cái vị thanh niên trẻ trung lẹ làng mực thiệp. Hồi nhỏ mình nhớ cách đây bao nhiêu năm mình còn bún chi thun phải không, mình còn bắn cu ly, mà bây giờ cô bác mình nghĩ coi già phải không cô bác? À, bởi vì sanh ra rồi lớn lên rồi già, già rồi bệnh, bệnh rồi chết, à, có gì lạ đâu. À, ta thử xét từ đời bằng cổ mà. À, như vậy thì cô bác mình biết đây là cái định lực thiên nhiên. À, mà sanh ra lớn lên rồi phải già, rồi lây quay thì phải chết. À, bệnh với tử từ kim chí cổ, sanh với già hai chữ hoài hoài, Đức Thích Ca thường ở lầu đài nghiệm tứ khổ nên ngày tầm đạo. Có gì lạ đâu cô bác, có ai mà nói dám sống trăm tuổi được đâu, phải không? Ai giơ tay lên coi. À, bây giờ mình muốn mình trẻ cũng không được, tại vì quý lực rồi, lây quay thì nhìn lại thì tóc đã già rồi, tóc đã bạc rồi, mắt mà gối mỏi, lưng cong, da nhăn mát khớp, phải không mấy cô quý chú mình cũng vậy thôi, đi đứng khó khăn, nói năng chậm chạp, thì bây giờ đây là quý lực đó cô bác à. À, mà bây giờ mình không muốn cũng không được đó, rồi lây quay cái tới bệnh, phải không? Bệnh rồi cái tay quay tới chết, thành ra nó khổ lắm cô bác à, nó khổ lắm. Thành ra như vậy thì cô bác mình biết đó, thì Thái tử Sĩ Đạt Ta đó, thì ngài là một cái vị Thế tử kế vị ngôi cha trị vì thiên hạ, một cái lời nói ngài nói ra là nhất hô bá ứng cả ngàn cả vạn người nghe, mà ngài đã thức tỉnh được chân lý, tức là ngài thức tỉnh cô bác à. Ngài thức tỉnh bằng cách là ngài mấy đó là than với nàng công chúa Gia Du Đà La thế này nè. Ngài nói đó là tất cả chúng ta rồi sẽ già yếu và xấu xa đi, lớp cho bạc sẽ phủ lên đầu tất cả chúng ta. Ôi, mắt rông của em rồi sẽ mờ đục, môi đỏ của em rồi sẽ úa mờ. Ta nghe trong ta, trong em, trong tất cả mọi người, mỗi ngày mỗi đổ vỡ với cái sức búa của thời gian, những cái gì mà quý báu nhất của đời người chúng ta ôm giữ một cách tuyệt vọng, phải không cô bác? Những bảo vật chúng ta như ôm một cái bóng, như nắm bắt một làn hương, chứ có gì lạ đâu cô bác, phải không?
Cô bác mình nghĩ coi đi, cha mẹ mình sanh ra rồi nuôi lớn lên, dựng vợ gả chồng, tạo sự nghiệp làm ăn, có tiền có của, có vợ có con, rồi có xe có cộ ha, rồi có nhà có cửa đầy đủ hết. Mà xin thưa đồng đạo mình, xin thưa cô bác mình, chết rồi có đem theo được không quý vị? Dạ xin thưa không, phải không? Đức thầy cho biết nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem giày hầu non. Xin thưa cô bác mình có cái gì cô bác? Chỉ có tội phước khởi còn, phải không? Đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài chỉ có hai con đường thôi. Cô bác mình thấy cả đời mình sống mấy mươi năm, chúng ta đó là bươi chải với đời, làm ăn tạo biết bao nhiêu sự nghiệp, mà chết rồi vẫn tay không, cô bác có không? Có ai đem theo được không cô bác? Nghĩ coi bây giờ cái người thân mình đó, cái người cha mẹ ông bà mình đó, khi mà chết rồi có đem theo được cây vàng nào không? Có đem theo được trăm triệu đâu cô bác? Xin thưa không được, phải không? Như vậy thì Thái tử Sĩ Đạt Ta ngài đã thức tỉnh, tức là ngài không còn mê. Thành ra ngài mới nói thế này nè, nói thôi: em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Đời tuy đẹp nhưng không bền chắc, lưu liếng làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trả lại, thay vào áo giáp trốn phiêu lưu. Bát cơm hoàng tộc xin cáo biệt, thay bát muôn nhà độ chúng sinh. Phải không cô bác? Thái tử Sĩ Đạt Ta là kế vị ngôi cha là vua đó, mà ngài còn từ biệt công chúa Vu Vư Đà La để mà giác ngộ tu hành, để tìm cái con đường giải thoát, cái cứu độ chúng sanh. Còn xin thưa đồng đạo mình, cô bác mình nghĩ coi bây giờ trong hội trường mình nè, có ai giàu nhất thì vài trăm công ruộng cái gì phải không? Thì vài mẫu đất vườn thôi chứ gì, bất quá một cái nhà lầu 2-3 tầng, một chiếc xe hơi thôi chứ gì, phải không? Thì vàng hay là tiền đã gửi ngân hàng thì vài thẻ ATM thôi, chứ làm gì bằng Thái tử Sĩ Đạt Ta, phải không cô bác? Thái tử Sĩ Đạt Ta đó là cung vàng địa ngọc, lụa làng châu báu, phải không? Quy quyền vừa gì mà ngài còn thức tỉnh, còn giác ngộ được. Còn mình cứ giải đãi cô bác ơi, phải không? Cứ giải đãi mình tưởng thế gian này là thật, mình chấp cái thân này là thật, của cải là thật, vợ con của ta là mãi mãi thuộc về ta, mà khi chết rồi cũng nắm hai tay, phải không cô bác? Có gì lạ đâu, phải không? Thành ra cô bác biết không, tôi kể quý vị nghe một chuyện thế này. Thì khi xưa có một cái vị vua này ở bên nước Pháp đó, ngài đã giác ngộ được cái chân lý đạo Phật. Ngài biết ngài là một cái vị vua chỉ vì thiên hạ, một lời nói của ngài nói ra cả vạn người nghe. Mà ngài đã giác ngộ chân lý thế này, khi mà ngài đã bệnh rồi đó, gần băng hà, tức là gần chết rồi các bác, ngài mới căn dặn lại các quan cận thần trong triều đình thế này. Ngài nói khi ta mà đã nhắm mắt lìa đời, khi chút hơi thở cuối cùng đó, thì các ông đã làm theo lời của tôi chăn trối lại. Tức là gì quý vị? Tức là khi mà chuẩn bị liệm ta vào cái quan tài đó, không được mang giấy chân mà không được mang giấy giò, giấy tay và giấy giò. Mà khi cái quan tài đó thì ở trên hai cái cổ dây là phải đục hai cái lỗ, bỏ ta giò quan tài liệm phải đưa hai cái chân và hai cái tay lú ra. Để làm gì cô bác? Cái vị vua này đó là kêu các quan cận thần đã triều đình đó, phải lựa 4 người lương y tài giỏi ở trong triều đình, phải khiêng cái quan tài đi khắp cái cung điện cái triều đình, để mọi người đều biết. Biết như thế nào cô bác? Tức là ta là vua, vàng bạc đó là cung điện nào là lụa làng châu báu, muốn chi có nấy, mà khi chết rồi có đem theo được không cô bác? Xin thưa vua cũng không đem theo được, phải không? Xin thưa vua không đem theo được. Bởi vì vậy khi đức vua nói thế này, nói khi sanh lên cõi đời, ta đem lên 2 bàn tay trắng, phải không các bác? Cả đời mấy mươi năm làm vua chỉ vì thiên hạ, mà khi chết rồi vẫn trắng tay, phải không quý vị? Vẫn trắng tay có đem theo được gì đâu, phải không? Khi sanh lên cõi đời này đem theo 2 bàn tay trắng, khi mà nhắm mắt lìa đời thì vẫn trắng tay. Cô bác nghĩ coi rõ ràng không? Mình cũng vậy thôi cô bác 83 năm nay đức thầy ra đời mở đạo toàn bộ cái quyển sấm giảng giáo lý mình thuộc Lào đó, mà mình còn mê chưa cô bác? Mình hết mê chưa? Mình thức tỉnh hoàn toàn chưa quý vị? Chắc cũng thức tỉnh mà đều chưa hoàn toàn, phải không? Như vậy thì cô bác mình nghĩ coi ở đời nè, trong cuộc sống hàng ngày nè, mình giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, có trí tuệ cũng khổ, mà dốt cũng khổ, mà già cũng khổ, trẻ cũng khổ, mà tu cũng khổ, mà cái người không tu cũng khổ, đồng đạo rõ ràng chỗ này. Tại sao chúng tôi nhận định như thế đó? Bởi vì ông Đoàn Như Khê ổng đó là viết qua 4 câu thơ ổng tặng cho đời thế này rồi cô bác. Ông nói bể khổ mênh mông sóng lục trời, khách trần trèo một chiếc thuyền khơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, gẫm lại rồi trong bể khổ thôi. Cô bác mình nghe hay không?
Như vậy thì bể khổ mênh mông, biển lục bể, lục bể khổ mênh mông, sóng lục trời. Chữ bể là biển, mênh mông là nó dời dợi lắm. Như vậy thì cái biển khổ thế gian này, xin thưa cô bác, mình không có nhà khoa học nào, không một cái nhà tài giỏi nào mà đo được nó dài bao nhiêu, nó ngang bao nhiêu, nó rộng bao nhiêu, nó cao bao nhiêu, nó sâu bao nhiêu, thành ra không biết được. Thành ra bể khổ mênh mông, sóng lục trời. Rồi tiếp theo nè nha, khách trần chèo một chiếc thuyền khơi. Xin thưa đố đồng đạo cô bác, mình trong hội trường này khách trần là ai đó cô bác? Có phải mình không? À, mình là cô bác, tôi nè. Rồi tất cả đồng đạo mình ở hội trường này là khách trần đó. Mình nói riêng ngang, còn nói chung cho cả hoàn cầu này là khách trần cô bác à. À, khách trần chèo một chiếc thuyền khơi. Như vậy thì mình chèo lâu cho cô bác. Quý cô mà lớn lớn tuổi, cái đầu hơi trắng trắng đó nha. Mấy cô chèo 70 mấy năm rồi đó, phải không? Quý chú mình cũng 70 mấy năm nhóc nè. Rồi có quý anh, quý chú, mấy anh mình 40-50 năm, có người 30 mấy năm, có người 60 mấy năm. Chính bản thân tôi cũng chèo 52 năm rồi cô bác. À, mình chèo 52 năm trong biển khổ rồi mình chưa hay, phải không? Khách trần chèo một chiếc thuyền khơi, thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió. Cái câu thứ ba này quan trọng nghe đồng đạo. Như vậy thì thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió. Như vậy thì chỉ cho cái hoàn cảnh thuận, cái hoàn cảnh nghịch cho tất cả chúng ta, không gì lạ cô bác à. Rõ ràng không? Cô bác mình nghĩ coi, cái hoàn cảnh thuận, cái hoàn cảnh nghịch, tức là cùng cũng cùng khổ cùng nhau. Cái khổ này giàu lắm ký mưu, cũng chung chịu như người tâm tối. Người ta thường thường ta nói đó là giàu thì sung sướng, giàu thì sang, nghèo mới khổ. Mà tôi khẳng định rằng là giàu cũng khổ luôn. Tại sao cô bác? Tại sao tôi dám khẳng định rằng là giàu cũng khổ? Bởi vì cô bác nghĩ coi nha, cái người nghèo đó thì người ta lo cơm gạo áo tiền, lo nuôi con, nuôi vợ, lo đi làm thuê, làm mướn để kiếm tiền để sinh sống. Cái đó là khổ đã đành rồi. Mà bây giờ cái người giàu có tiền của ăn của để, à, làm phước bố thí giúp đời, mà tại sao ông dám nói khổ? Xin thưa đồng đạo cũng khổ nữa. Bởi vì cái người giàu ta không khổ vì tiền, mà ta khổ cái khác. Cô bác biết khổ gì không? Quý cô mình biết khổ cái gì không? Cái người vợ mà gặp cái ông chồng đó, ông sáng xỉn chiều say, ông đi té qua té lại mà lộ là khổ rồi đó, phải không? Không khổ vì tiền mà khổ vì ông chồng. Mà lỡ mai gặp cái đứa con đó mà nó nghiện ma tí xì ke rồi nó tứ lỗ tường đó, nó làm mất an ninh trật tự xã hội, bị giam, bị cầm, bị nhốt, bị tù tội đó, khổ không cậu bác? Xin thưa khổ còn nhiều hơn nữa, phải không quý chú mình? Rồi quý anh quý chú mình à, mình lo tu, mình đi làm đạo, mình đi làm từ thiện xã hội, bố thí giúp đời. Như vậy thì có khi cái hoàn cảnh mình nó nghịch nữa. Nhiều khi ông chồng đi tu và bà vợ ở nhà không tu, à, mình đi dự thuyết giảng ở đây với bà vợ ở nhà bà đi quýnh tiếng sắt, có khi bỏ bao lô bao số đề đó, mình thấy khổ không cô bác? Quá khổ phải không? Rồi mình đừng tưởng rằng nói bây giờ đó là cái người tu mình không khổ, rồi cái người nghèo ở cái người không tu mới khổ. Xin thưa khổ đồng nhau à. Bởi vì cái khổ này dù lắm ký mưu cũng chung chịu như người tâm tối. Vì vậy đó thì ông Đoàn Dư Khê ông cho biết đó là bể khổ mênh mông, sóng lục trời, khách trần chèo một chiếc thuyền khơi, thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió. Gẫm lại rồi trong bể khổ thôi, có không có không với cô bác? Thành ra Đức Thầy cho biết ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Đó, cảnh thanh minh sen báo nặc mùi, nào ai rõ cái vui kiệt đáo. Thôi bây giờ khổ quá tìm cái đường giải thoát, về cực lạc hưởng, phải không? Chứ ở đây khổ quá, thấy giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, già cũng khổ mà nhỏ cũng khổ, phải không? Rồi có trí tuệ cũng khổ, mà dốt cũng khổ. Thành ra thôi bây giờ tìm đường cực lạc hết khổ, có gì lạ đâu cô bác, phải không? Như vậy thì mau thức tỉnh. Như vậy thì ở đây mình thức tỉnh rồi đó cô bác. Mình xin thưa đồng đạo mình, tôi khẳng định rằng trong hội trường mình là cô bác mình ai cũng thức tỉnh hết rồi. Có người thì thức tỉnh mấy mươi năm, có người thì thức tỉnh 5-10 năm, có người thì mới thức tỉnh một vài năm. Tại vì mình quy y, mình giác ngộ là mình thức tỉnh rồi, mình nhận biết cái cõi đời này nó không thật rồi, chỉ có con đường tu mới hạnh phúc nhất. Vì vậy thì xin thưa đồng đạo mình, cô bác mình trong hội trường này đã thức tỉnh rồi. Mà có khi mình đã trải qua một cái đoạn đường hết sức là dài, một cái đoạn đường, một cái hành trình tu hết sức là dài, gian nan cực khổ. Mình biết cúng lại nè, mình biết ăn chay nè, mình biết đi làm từng, đi cầu nguyện, đi dự thuyết giảng, đi bố thí giúp đời, nấu cơm cháo từ thiện xã hội. Mà có khi trong cái cuộc đời mình, cái đoạn đường hết sức dài mà mình tu chưa tỉnh cô bác. Đã thức tỉnh rồi mà đều phải tu tỉnh nữa. Cái thức tỉnh là cái tỉnh thức riêng cô bác, mình rõ ràng mà nên nhớ chỗ này. Thành ra như vậy thì trong cái đoạn đường, tức là cái lộ trình giải thoát của mình, cái cuộc đời hành đạo của mình mấy mươi năm nay, mình có tỉnh thức hoàn toàn cho cô bác? Có khi xin thưa đồng đạo mình cũng còn một số chưa tỉnh thức. Cô bác biết sao không? Tôi khẳng định rằng đồng đạo mình, cô bác mình,
Bây giờ mình quy y theo đạo Phật giáo Hòa Hảo, theo lời Đức Thầy dạy, thì cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta thờ mấy ngôi cô bác? Có phải ba ngôi không? Bây giờ ngôi Cửu Quyền Thất Tổ ông bà nè, ngôi Tam Bảo nè, ngôi Bàn Thông Thiên nè. Bây giờ trong hội trường mình có khi nào cô bác mình ở nhà thờ bốn ngôi chưa? Năm ngôi không cô bác? Không phải không? Mà tôi khẳng định rằng đồng đạo mình tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong làng đạo Hòa Hảo mình có nghe. Đồng đạo tin không? Bây giờ có những người là tín đồ của thầy đó, à, tín đồ tinh kiên của thầy đó, mà hiện bây giờ cô bác mình nghĩ coi lại nhà có khi năm ngôi bốn ngôi nhóc. Bây giờ ba ngôi đã đành rồi, à, mà bây giờ thêm ngôi cái gì? Bà mẹ sanh, bà mẹ đẻ, rồi Cửu Thiên Quyền Nữ gì nữa, có không cô bác? À, như vậy thì trong hội trường hôm nay đồng đạo mình, cô bác mình, nếu mà chúng ta có bốn ngôi năm ngôi là chúng ta suy nghĩ lại nha, à, chúng ta lên suy nghĩ lại chỗ này. À, như vậy thì chúng ta mới tỉnh thức hoàn toàn được. Mà bên cạnh đó đó, cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đồng đạo chúng ta chưa tỉnh thức cô bác. Có khi mình tu theo đạo thầy, mình quy y theo đạo Phật giáo Hòa Hảo mà còn đi coi bói chứ, còn đi coi tai, phải không? Rồi khi con cháu ở trong nhà có bệnh có hoạn cái đặt bàn giấy, phải không? Giấy cúng cái này, giấy cúng cái nọ, giấy cúng cái kia, rồi đó là coi cúng sao hạn, rồi cúng tam tai, ôi tùm lum hết trơn. Như vậy mình chưa tỉnh thức cô bác à? Chưa tỉnh thức. Mà hiện nay nếu mình không có một lòng đức tin mạnh mẽ về Đức Thầy chúng ta, về đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta, thì chúng ta dễ lạc vào cái tà đạo của bác. Hiện nay cô bác mình đã có xem trên cổng thông tin Ban Tôn giáo Chính phủ đó, thì Ban Tôn giáo của các tỉnh đó, thì như ông trưởng, ông thành viên Ban đại diện đã ông dành đó, thì có nhiều cái tôn giáo lạ xuất hiện ở miền Tây. Miền Tây là của chúng ta. Cái tôn giáo lạ của bác biết, nó tìm mọi cách để nó dụ dỗ, nó lôi kéo đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta để theo đạo của họ, để làm chúng ta mất đi cái sự tinh tấn tín ngưỡng của đạo Phật giáo Hòa Hảo. Thành ra như vậy thì trong cuộc đời tu chúng ta nên tránh cái chỗ dị đoan mê tín. Đặc biệt là chúng ta phải có cái đức tin dũng mãnh để chúng ta tu theo đạo Phật giáo Hòa Hảo. Xin thưa đồng đạo mình, cô bác mình nghĩ coi, nghe tu thì tu gì đó, à, đi làm từng đi cầu nguyện, đi làm cái công chuyện đạo sự vậy đó, mà đều còn mê tín. Mê tín nhiều lắm, chứ không phải tầm thường. Như vậy thì Đức Thầy cho biết sao nào? Các đạo tà mưu khéo âm thầm răng dân dán tránh khỏi lâm mà khổ. Chúng nó xuống phiên răng nhiều chỗ, dùng phép màu lè mắt chúng sanh. Ai ham linh theo nó tập tành xa cẩm bẫy, khó mong sống sót ra đồng đạo. Chúng ta nên suy nghĩ về chỗ này. Đức Thầy cho biết là ra đi để lại ít lời khuyên trong bổn đạo dạy thời dáng nghe đó. Giờ dầu ai tài phép bài phe, ham linh ham nghiệm, sợ em ăn nghèo, rồi lựa cho phải cột phải kèo, phải dây phải dế mà theo kẹo lầm. Ngọc kia ẩn dạng khó tầm, gì nữa cô bác? Tìm nơi chân tránh khỏi lâm khổ hình, phải không? Như vậy thì trong hội trường này, trong buổi thuyết giảng hôm nay, cô bác mình về chúng ta tự tư duy lại, coi mình có bốn ngôi năm ngôi, coi chúng ta có dị đoan mê tín chỗ nào, chúng ta nên loại trừ chỗ đó ra, phải không? Như vậy chúng ta mới có cái đức tin dũng mãnh để tu theo đạo Phật giáo Hảo được. Chỗ này đã xin thưa đồng đạo mình, như vậy thì mau thức tỉnh. Mình tỉnh thức rồi, Đức Thầy kêu chúng ta phải tu thân. À, quan trọng là chỗ này, mình đã thức tỉnh biết giác ngộ được cái thế gian này không thật, bản thân không thật rồi, cái bản chất nó không thật rồi, biết được cái sự dị đoan mê tín nó không thật rồi, nó làm cho trí tuệ lu mờ rồi. Bây giờ Đức Thầy dạy tiếp theo nè, đó, phải tu thân. Như vậy thì Đức Thầy kêu chúng ta tu thân, muốn xem được hội Long Đình thì dân hãy ráng sửa mình cho chân. Như vậy thì xin thưa đồng đạo mình, xin thưa cô bác mình trong hội trường này, mấy mươi năm qua nay mình sửa mình được bao tới đâu rồi cô bác? Mình sửa mình chân chưa cô bác? Mình sửa mình bóng chưa? Chưa phải không quý vị? Bây giờ xin thưa cô bác mình sửa mình, tức là tu thân đó. Như vậy thì ba nghiệp chướng chúng ta, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, như vậy thì sanh ra 10 điều ác. Mấy mươi năm nay mình ăn chay, mình lo hành đạo, mình lo cúng lại, lo đi làm từ thiện, đi giữ thuyết giảng như vậy, đâu bây giờ mình tự kiểm lại mình coi. À, mỗi đồng đạo chúng ta tự xét lại mình coi, coi chúng ta sửa mình chân chưa, phải không cô bác? Điều này rất quan trọng nè. Bây giờ đó là ba cái nghiệp chướng này sanh ra 10 điều ác. Mỗi một nghiệp chướng tôi xin đại để một cái tên thôi, một cái tên giặc thôi. Nó làm cho cái trí tuệ chúng ta lu mờ, nó làm cho bước đường tu chúng ta bị gián đoạn. Nó là cái chướng ngại vật, làm cho chúng ta không tiến triển đến cái lộ trình giải thoát. Như vậy thì đầu tiên nhất tôi xin đưa ra một cái, một là một cái tên, một cái tên mà quen thuộc, một cái tên mà từ xưa đến nay đồng đạo chúng ta, cô bác chúng ta, từ vua chúa cho đến lê dân đều phải sợ cái tên này nhất. Đối cô bác mình cái tên gì cô bác biết không?
Bây giờ sát sanh đạo tặc tà dâm tôi bỏ rồi đó. Bây giờ mình ăn chay mình đâu có sát sanh, phải không? Rồi bây giờ đạo tặc mình đâu có đạo tặc, mình có đem của mình bố thí giúp đời mình cho ta hết. Làm gì mình là nhờ là chúng ta sai phạm vào cái chỗ là đạo tặc. Mà xin thưa cô bác, mình có một cái tên giặc. Gì hả? Cái tên giặc mà đứng đầu trong cái nghiệp đầu tiên đó là nghiệp thân đó. Xin thưa cô bác, mình cái nghiệp này ớn lắm, ngán lắm cô bác. Từ xưa đến nay, từ vua chúa đến lê dân thì không bao giờ vượt qua cái giặc này được. Bởi vì cô bác biết sao không? Bể ấy hà gươm linh quyết dứt, lòng bồ đề sắt đá dám kình. Cô bác mình đã nghe hồi xưa tới giờ, cô bác nghe coi. Cái biển gì bây giờ chiếc thuyền chạy qua cũng được hết. Cái biển nào thuyền cũng vượt qua biển được hết. Mà có cái biển ái hà là xin thưa cô bác, mình vượt không nổi. Phải không cô bác? Cái biển này vượt không nổi, không phải tầm thường đâu. Mình tu vậy đó, mình ở độc thân vậy đó, mình quyết chí giải thoát vậy đó. Mà khi bị một cái tác động cái nào, một cái phần nhỏ nào thôi, thì cái thuyền chúng ta không thể vượt qua cái biển đó được. Phải buông chèo, phải không? Phải bỏ dầm, mà chúng ta phải chào thua thôi cô bác à. Rõ ràng chỗ này. Thành ra xin thưa đồng đạo mình, xin thưa cô bác, mình không phải đơn thần đâu nha. Trong cuộc đời mình tu đó, đã đành là mình là hạng tại gia cư sĩ, có vợ có chồng rồi, mình đã chánh đáng rồi. Mà bây giờ nó quan trọng cái chỗ là mình còn chim chuột với nhau, còn đá lộng nheo với nhau, còn hẹn với nhau, rồi đó là còn tò tí với nhau. Như vậy là chết rồi cô bác à. Sự thật là nguy hiểm lắm, chứ phải tầm thường đâu. Như vậy thì tôi kể quý vị nghe một chuyện thế này. Thì khi xưa có cái ông thầy tu nọ, ông đẹp trai lắm. Ông trẻ mới lớn lên 18, 19 tuổi mà ông đi tu đẹp trai lắm. Thì ông đi vô chùa, ông tu, ông gặp cái cô nữ này làm cái công quả. Mà cái cô nữ này cũng lứa tuổi với nhau đẹp lắm. Thì cái cô nữ này mới tỏ tình với ông thầy tu thế này cô bác. Thấy đẹp trai quá mới tỏ tình thế này. Ông nói, cậu nói, thầy ơi đi tu để làm chi? Tương dưa rau muối có ích gì? Đời trai trẻ sao sớm vội tu thế? Thôi về xây mộng với em đi. Cô bác còn nghe hay không? Quá hay phải không? Thành ra đó, xin thưa đồng đạo mình, cái cô gái nữ đẹp mà tỏ tình qua bốn câu thơ như vậy, mình trả lời sao cô bác? Phải không? Trả lời sao giờ đây? Cái ông thầy tu này ông trả lời sao cô bác biết không? Ông nói, cô ơi học đạo khó vô ngần, không? Tương dưa rau muối lấy tấm thân, trẻ lo tu già khỏi lị. Chúng mình xây mộng ở Tây Phương đem ơi, chứ ở đây khổ lắm. Phải không? Đó. Như vậy thì xin thưa đồng đạo mình, xin thưa cô bác mình, chỉ có con đường mà trả lời như vậy thôi. Chứ bây giờ mà nín thinh đó cô ơi, xây mộng là xây là tiêu rồi phải không? Thành ra Đức Thầy chúng ta cũng vậy thôi. Đức Thầy chúng ta cũng có tình yêu vậy. Một cái người thiếu nữ để ý thương Đức Thầy. Đức Thầy trả lời sao nè? Ta có tình yêu rất đượm đượm nồng phải không? Yêu đời, yêu lẫn cả non sông. Tình yêu trang chứa trên hoàng vũ, không thể yêu điên khách má hồng. Cô bác anh em mình mấy chú mình đã nghe nhớ thuộc cái bài thơ này nha. Chính tôi cũng vậy, tôi nằm lòng bài thơ này mới được. Phải không? Không thể yêu điên khách má hồng mới được. Nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm ký hải si kiều, hướng về phụng sự cho nhân loại, sẽ gặp tình ta trong khối yêu, như vậy mới được. Phải không? Đó, chứ bây giờ mình tu mà cái cô này cái chị kia mà nhá nhá đá đá cho mình ngã là nguy hiểm. Phải không cô bác? Ngã là nguy hiểm. Như vậy thì bây giờ mình tìm được cái anh bạn nguy hiểm nhất trong cái thân mình rồi, đó là thân nghiệp rồi. Bây giờ cô bác mình nghĩ coi nha, cái thân nghiệp nó bự, nó lớn, nó cao, nó to như vậy đó. Có người bự nhất, lớn nhất cả 100 kg, cái người nào nhẹ nhất cũng 40-50 kg. Mà xin thưa hỏi đồng đạo mình, nó sanh có 3 điều ác à? Sắc sanh, đạo tặc, tà dâm. Mà xin thưa hỏi đồng đạo mình, cái khẩu nghiệp tức là cái miệng của cô bác đó, miệng của đồng đạo mình đó, nó bà lớn cô bác, có tí phải không? Mà xin thưa hỏi cô bác mình, nó sanh mấy điều ác? 4 điều ác. Như vậy thì chúng ta mới đáng nói chứ. Bởi vì cái miệng ở đây tức là cái khẩu nghiệp, đó là lưỡng thiệt ỷ ngôn ác khẩu vọng ngữ, tức là cái lời nói của tất cả đồng đạo chúng ta, tất cả nhân loại chúng sanh ở trên quả địa cầu này cũng có cái miệng này, cũng có cái lời nói này để giao tiếp tất cả những người xung quanh. Cũng cái lời nói này, cũng cái miệng này mà làm cho chúng ta được giàu có lên, làm cho chúng ta được thăng quan tiến chức, được mọi người mến yêu, được đồng đạo thương mến, cũng do cái miệng này. Mà cũng do cái miệng này mà làm chúng ta nghèo đi, làm cho chúng ta là thân bại danh liệt, làm cho tất cả đồng đạo không ưa không mến chúng ta, cũng do cái miệng này. Cô bác mình nghĩ coi đúng không cô bác? Mặc dù cái khẩu nghiệp chúng ta lưỡng thiệt ỷ ngôn ác khẩu vọng ngữ,
Nó không phải là gươm, nó không phải là đao, nó không phải là kiếm, mà cái vũ khí giết người phải nói là vô cùng. Có không cô bác? Có khi mình nói cho người ta đau, đau lòng, người ta ôm hận vào lòng, tới chết người ta không quên cô bác à. Rõ ràng chỗ này. Như vậy thì bây giờ mình tự đánh giá lại coi, mình xem lại coi trong quãng đời tu của mình, trên cái lộ trình giải thoát của mình, mình nhìn coi lưỡng thiệt ác khẩu, lưỡng thiệt ý ngôn ác khẩu giọng ngữ, mình có làm tròn cho cô bác? Xin thưa có làm mà chịu chưa tròn, phải không? Xin thưa có làm mà điều chưa tròn. Vì vậy mà ông Ba Thế cho biết đó là văn ngôn chánh phước lai quả khứ, mà văn ngôn tà phước khứ quả lai. Cái lời nói lành nói phải đó, nói thiện đó, thì cái phước nó đến, cái quả nó mất. Mà cái lời nói bất thành, bất lành, bất thiện đó, lời nói ác đó, cô bác mình xem chừng ngang, coi chừng cái phước nó mất mà cái quả nó đến đó. Thành ra ca dao Việt Nam cho biết lựa lời tiếng dịu dàng trong cỡ lựa là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Bởi vì lời nói như tên không nên bắn bậy, bắn lọt tai người khó nhổ cho ra. Vì vậy trong cuộc đời tu của mình, trong cuộc sống hàng ngày, mình nói nhân xử thế, mình tiếp xúc mọi người xung quanh, chúng ta phải cẩn lời, chúng ta phải cẩn thận chỗ này cô bác à, chứ không phải đơn thuần đâu. Mà cô bác mình nghĩ coi, cái người tu mà có khi lời nói mình chẳng hiền, có không cô bác? Chúng ta gặp nhóc đó, chúng ta gặp nhiều. Vì vậy mà ca dao nhà Phật cho biết thế này nè: người tu mà lời nói chẳng hiền mà còn hung dữ thì Phật tiên lắc đầu, các ngài chẳng dám thâu đâu, thâu về nó quậy báo châu nào còn. Phải không cô bác? Bây giờ mà cái người tu mà chúng ta còn lưỡng thiệt, còn ý ngôn, còn ác khẩu, còn giọng ngữ, thì xin thưa cô bác, cái cõi niết bàn, cái cõi cực lạc không có vị Phật nào dám dứt mình về cho. Bởi vì sao? Bởi vì người tu mà lời nói chẳng hiền mà còn hung dữ thì Phật tiên lắc đầu, thì các ngài chẳng dám thâu đâu, thâu về nó quậy thì báo châu nào còn. Phải không? Tiêu liền cô bác à. Thành ra mình phải cẩn trọng trong cái chỗ này. Như vậy thì trên bước đường tu của mình, muốn đem lại cái sự tốt đẹp, đem lại cái hạnh phúc cho mọi người xung quanh, kể cả chúng ta, thì Đức Thầy dạy sao nè: lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thoát ra đoan chánh hiền từ, tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác thì quả ương đeo đắm. Phải không? Như vậy thì xin thưa đồng đạo mình, thưa cô bác mình, mình tu làm sao mà đúng như cái lời của ông Minh Đăng Quang, ông dạy chúng ta khắc ghi trong lòng qua cái chương trình khẩu ngữ. Đó là gì cô bác? Miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở là bột phen thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ là muôn dân mát lòng mới được đồng đạo ơi. Phải không? Chỗ này đó, chỗ này là chỗ tu nè. Đó, chỗ này là chỗ tu, không phải tầm thường đâu. Như vậy thì chúng ta thấy được cái nghiệp chướng thứ hai, đó là khẩu nghiệp. Rồi bây giờ đến cái nghiệp chướng thứ ba, còn gọi là ý nghiệp. Cô bác mình nghĩ coi, cái ý nghiệp, cái thân nghiệp, cái khẩu nghiệp đó, chúng ta nhìn thấy rờ đụng thì chúng ta có thể sửa chữa, chúng ta có hạn chế được. Mà xin thưa đồng đạo mình, thưa cô bác mình, cái ý nghiệp chúng ta nhìn không thấy cô bác à, mà chúng ta rờ không đụng. Nó là tam độc chướng, nó ẩn tàng trong tâm thức của chúng ta, mà đặc biệt bên cạnh đó, đó là nó xuất hiện lúc nào chúng ta không biết. Bây giờ trong cái ý nghiệp đời, tôi xin đưa ra một cái ác thôi, cái ác tham lam. Như vậy thì chúng ta thấy là ác thứ 8 là lòng tham hiểm, muốn bao gồm của thế một mình, tham nhà cao cửa rộng thanh dinh, thân dinh tham giường ruộng cò bay thẳng kiến, thế của người thèm khô nước miếng, tính làm sao lường gạt lấy đi, sẵn túi tham bất cứ chuyện gì, giàu số tốt cũng là dòng dứa. Xin thưa đồng đạo mình, thưa cô bác mình, bây giờ tham nhà cao cửa rộng thân dinh, tham giường ruộng cò bay thẳng kiến, cái này là cái tham tầm thường cô bác. Cái tham này bình thường, cái tham này xin thưa đồng đạo mình, thưa cô bác này, đồng đạo mình, cô bác mình, ai cũng ham muốn có ruộng nhiều, có giường nhiều, có nhà cao, có cửa đẹp, có tiền, có bạc để mà cung phụng gia đình, dư ra để bố thí giúp đời. Đây là cái tham chính đáng, không có gì có tội chân. Mà chúng tôi xin đưa ra một cái lòng tham của con người đó, chúng ta tự đánh dấu, chúng ta hỏi chúng ta từ xưa tới giờ chúng ta có cái lòng tham này chưa? Mà có khi chúng ta có cái lòng tham này mà chúng ta không hay biết cô bác à. Xin thưa đồng đạo mình, cái lòng tham gì vậy cô bác? Đó là đố kỵ lòng tham. Cái đố kỵ lòng tham là cái bệnh của con người chúng ta khó mà trừ được. Từ xưa nay cái đố kỵ lòng tham này là nhà Phật phải lắc đầu. Cô bác mình nghĩ coi, bây giờ cái đố kỵ lòng tham mình nhìn lại coi nha. Mình sống ở địa phương mình đó, mà hai ba cái nhà hai bên mà người ta giàu hơn mình cũng không chịu nữa. Nó ngộ vậy đó à. Mà ta mới sắm chiếc xe đẹp hơn mình, mới hơn mình cũng không vừa lòng nữa. Mà cô bác nghĩ coi, nhà ngộ nha.
mà cha mẹ mình sanh ra 5-7 anh em, có chị, có anh, có em, 5-7 anh em, cục máu sắn làm 7 làm 3 vậy đó, mà cái người anh thứ hai, người chị thứ ba mà giàu hơn mình cũng không chịu nữa, nó khổ vậy đó nghe. Cái đây là kinh nghiệm mà mà nó ngặt con cái trong làng đạo chúng ta nè. Bây giờ cái chị đó mà ở sát nhà mình, ở làng mình, đi làm đạo chung mình, mà chị đó có uy tín quá, làm như trong lòng không khoái nữa, không chịu nữa, ngộ vậy đó. Bây giờ mà cái chị đó được mọi người người ta mến, ta đến ta viếng thăm hoài, rồi đọc giảng hay, nói pháp hay, làm như trong mình, trong người cũng không được chịu, không được vui. Có rõ ràng chỗ này. Thành ra như vậy thì cái đố kỵ lòng tham của con người chúng ta, chúng ta nên suy nghĩ chỗ này. Đó, cái tham bình thường không nói gì, mà cái đố kỵ lòng tham nó ngặt luôn cô bác ơi. Chúng ta khó dứt trừ lắm. Tôi kể quý vị nghe cái mẫu chuyện đố kỵ lòng tham cho cô bác thấy nha. Thì khi xưa có hai cái vợ chồng anh này ngư dân, làm cái nghề đánh cá ở sông Cái á. Thì một hôm hai anh mới thả lưới bắt được cái con cá vàng, mới bỏ lên cái chiếc ghe đó chèo toàn ten cho nó tính vào bờ để đem nó chợ bán. Thì cái con cá vàng nó thế này, nói hai anh chị ngư dân ơi, bây giờ tôi nói thế này nghe, anh với chị mà đem tôi vô bờ mà đem lên chợ bán á, bắt quá được vài đồng bạc à. Anh với chị sống cho lâu lắm, hơn tháng là hết tiền rồi. Bây giờ anh với chị tha mạng sống cho tôi đi. Tôi sẽ cho anh với chị một cái điều ước, anh với chị sẽ giàu có lên, không còn nghèo nữa. Như vậy thì hai vợ chồng anh đánh cá hỏi, bây giờ ngươi cho ta điều ước gì, ngươi nói coi. Cái con cá vàng nói, bây giờ tôi cho anh với chị một điều ước, tức là phải kèm theo một cái điều kiện, như vậy anh với chị chịu thì tôi cho. Cô bác mình nghĩ coi, hai vợ chồng anh đánh cá ở đâu, cái điều kiện thế nào đâu. Cá vàng nói thử tôi nghe coi. Cá vàng nó nói, thôi bây giờ vậy nghe, cái điều ước của anh với chị đó, bây giờ anh với chị mà ước anh với chị có một cái nhà lầu, thì ở xóm của anh có hai cái nhà lầu, mà anh với chị có một cây vàng, thì ở xóm của anh đó là anh với chị người ta có hai cây vàng, mà anh với chị ước có 100 triệu thì ở xóm của anh đó là phải có 200 triệu. Nếu anh chịu thì tôi cho anh ước, anh với chị chịu thì tôi cho anh ước liền. Cô bác mình nghĩ coi, hai vợ chồng cô bác mình nghĩ coi, cái đố kỵ lòng tham con người nó có, nó vốn có đâu sẵn trong người. Thành ra hai vợ chồng bàn tới bàn lui, hai vợ chồng nói thế này, nói bây giờ mà tôi với bà mà ước có cái căn nhà lầu đó, thì ở xóm ta có hai căn nhà lầu, ta giàu hơn mình. Mà bây giờ tôi với bà mà ước có một cây vàng, thì ở xóm ta có hai cây vàng, ta cũng hơn mình, ta số 1 mình số 2 rồi. Mà bây giờ tôi với bà có 100 triệu đó, thì ở xóm mình là có 200 triệu, ta cũng giàu hơn mình nữa. Như vậy mình thua người ta sao? Bây giờ hai vợ chồng bàn tới bàn lui, bàn xuôi bàn ngược, hơi nhất trí, nhất trí có điều ước. Cô bác biết ước cái gì không? Hai vợ chồng đưa ra một cái điều ước, nói thôi bây giờ cá vàng ơi, làm ơn ông cho hai vợ chồng tôi là mỗi một người mù một con mắt đi, cho ở sớm mù hết hai con thấy đường chơi. Sao hay không, ai vỗ tay cho vậy? Phải không? Thành ra cô bác mình nghĩ coi coi, bây giờ phải mình ước mình có một cái nhà lầu, ở sớm hai cái nhà, mình ước mình có một cây vàng, ở địa phương mình có hai cây vàng, mình ước mình có 100 triệu, ở địa phương mình có 200 triệu. Thì bây giờ đó là tốt lá, tốt nem, tốt anh, tốt em, bây giờ giàu hết trơn địa phương mình đi, thì bây giờ mình tương trợ lẫn nhau, tối lửa tắt đèn mà giúp nhau rồi quý biết bao nhiêu. Còn cái này cô bác mình nghĩ coi, người ta giàu không chịu, phải không? Xin thưa đồng đạo, mình có ai gì chưa? Chắc chưa, phải không? Chắc chưa đâu. Thành ra như vậy thì cái đố kỵ lòng tham của con người mình vô cùng tận luôn quát ơi, không phải đơn thuần đâu. Như vậy thì mau thức tỉnh tu thân. Mình biết tu thân rồi phải không? Cái vấn đề tu thân không là ba nghiệp chướng sanh ra 10 điều ác, chúng ta nói tới chiều chưa hết. Thành ra chúng ta đại để thôi. Thì nhân trong cái buổi gặp gỡ hôm nay, Đức Thầy kêu gọi mau thức tỉnh tu thân. Có khi mình tu như chất cái thân mình không chịu cao sữa, có khi mình tu như chất cái thân mình chúng ta đó là chưa chịu lau chùi cho nó bóng, thành ra chúng ta còn vướng phải chỗ này hoài đó. Vì vậy thì mau thức tỉnh tu thân. Mình tu thân rồi đó cô bác à, không chừng kẻo kể nha, nó trễ. Ở đây chúng tôi xin đưa ra hai cái mốc thời gian mà chúng ta kể được cô bác cái mốc thời gian thứ nhất tức là duyên lành rõ được khùng điên chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Chúng ta đã có nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, gặp được giáo lý Đức Phật, gặp được giáo lý Đức Thầy, mà chúng ta quy y giác ngộ tu hành. Mà đã gặp được giáo lý, đã gặp được cái kho tàng pháp bảo của nhà Phật rồi, gặp được kho tàng pháp bảo của Đức Thầy rồi, mà chưa chịu tu cô bác, còn hẹn nữa chứ, phải không? Còn hẹn nữa. Cô bác biết nghĩ sao không? Sao hẹn không? Có cái anh này, hai anh bạn này, ảnh là hai anh bạn sống từ nhỏ đến lớn, lớn lên thì hai người nó có hai cái ngã rẽ khác nhau. Một cái anh bên đây đó thì ảnh là xuất gia quy y tu hành. Cái anh bên đây thì nghe lời cha mẹ cưới vợ, rồi sinh con, rồi tạo sự nghiệp làm ăn.
Như vậy thì cái anh bên đây ảnh là thầy tu rồi, ảnh đi tu thời gian, anh về anh thăm anh bạn mình. Anh mới gặp anh bạn mình, anh nói chàng ơi, anh bây giờ anh có vợ ba đứa con, rồi bây giờ ruộng đất vườn rồi heo gà vịt rồi thuyền bè vô anh sống tùm lum hết trơn. Cái anh bạn mà thầy tu đó nói anh ơi bây giờ cái bè anh quá nặng rồi, bây giờ đó là tôi khuyên anh nghe thôi, giờ anh lo giác ngộ tu hành đi nó còn kịp, chứ để cái bè anh tôi thấy không bao giờ anh thoát ra được. Cái anh bạn ở nhà anh nói thế này, cô bác biết sao không, anh nói thầy khuyên tôi tu, anh khuyên tôi tu, tôi ham lắm, tôi mừng lắm, mà điều bây giờ tôi đó là giao với anh một cái điều kiện, là ba cái điều kiện tôi ước tôi làm xong rồi tôi tu theo anh. Cái thầy tu hỏi bây giờ anh là ước ba điều kiện anh làm cái gì, anh nói tôi nghe thử đây là để đó là tôi định chừng coi sao. Cái anh mà bạn ở nhà anh nói bây giờ cái điều thứ nhất đó, quan tài cha tôi chưa đưa cho mày mộ, tức là cha anh chưa chết, anh chưa có làm chữ hiếu xong. Cái điều thứ hai, đứa con gái lớn tôi chưa có chồng. Cái điều thứ ba, cái thằng con trai út tôi chưa có vợ. Bây giờ ba cái điều này tôi làm xong, tôi xin là đi theo anh tu liền. Cái anh bạn mà thầy tu đó anh nói thôi chuyến này bó chân luôn, đừng để bó tay, anh ước kiểu này tôi không giải quyết đáp anh được rồi. Thành ra thầy nói là khuyên người rèn sớm thì xài lâu hư đó, muốn tu mà còn chần chờ có mắt. Thành ra cái ông thầy tu ông bạn mình nói thôi bây giờ bó chân luôn, đừng bó tay, thôi giờ từ giả anh tu đi. Cô bác mình biết không, đi đâu có thời gian lây quay không bao nhiêu lâu thì ông nghe tin cái ông bạn mình ở nhà chết rồi cô bác, bị là vô thường gõ cửa, Diêm Vương sai ngu đầu mã diệm lên bắt rồi. Thành ra như vậy thì ông bạn mình ông mới về, ông giữ cái đám tang, ông phân ưu chia buồn. Ông mới nói thôi nhân cái cơ hội hôm nay để chia buồn là đám tang của anh, thôi tôi viết 4 cái câu thơ tôi tặng anh đó, để anh thỏa mãn nơi chính suối. Ông viết 4 câu thơ sao cô bác biết không? Bạn tôi tên Trương Tố Lưu, phiên ông niệm Phật hẹn ba điều, ba điều chưa dẹn vô thường đến, đáng trách Diêm Vương chẳng nể nhau, rồi xong. Phải không? À, cô bác mình với cô mình đừng có hẹn nghe. Bây giờ đi làm từ thiện, đi nấu cơm cháo, đi giữ thuyết giảng đi đi. À, thời gian như ngọc như ngà, một giây, một phút, một tòa ngọc châu nó quý lắm cô bác à. Thành ra vô thường Diêm Vương không có đợi mình được, phải không? Như vậy thì cô bác mình nghĩ coi là chúng ta duyên kiếp, chúng ta nhiều tiền kiếp đó, chúng ta đã gieo duyên với Phật, chúng ta mới có mặt hôm nay nè cô bác à, không phải tầm thường đâu. Thì cô bác mình biết sao không, giờ vào thời Đức Phật còn tại thế đó, bỗng một hôm ngài làm như thế này, ngài lấy ngón tay ngài vào một miếng đất, ngài đưa lên, ngài nói này Xá Lợi Phất, đất trên đầu ngón tay của ta nhiều hay là đất ở cõi đại địa này nhiều? Lúc này ngài Xá Lợi Phất trả lời thế này nè cô bác, bạch thưa Đức Thế Tôn, đất trên đầu ngón tay của ngài làm sao bì đất ở cõi đại địa được? Lúc này Đức Phật trả lời như thế này nè cô bác, nói phải đó Xá Lợi Phất, đất trên đầu ngón tay của ta làm sao mà bì đất ở cõi đại địa được? Được, bởi vì con người ở thế gian này cũng như thế, con người thế gian này đầy đủ phước duyên gặp được Phật pháp, gặp được Đức Phật ra đời, gặp được giáo lý Đức Thầy thì nó ít như đất ở trên đầu ngón tay. Mà những người đã bạc phước không đủ nhân duyên để giác ngộ quy y tu hành thì đất nó nhiều giống như là cái đất ở cõi đại địa vậy. Thưa đồng đạo, hôm nay chúng ta cũng vậy đó cô bác à. Nếu mà chúng ta còn mãi chần chờ, còn hẹn mai hẹn mốt thì vô thường gõ cửa thì chúng ta kịp không cô bác? Không kịp cô bác. Đức Thầy cho biết ráng tu để mà chết, đừng để chết đến nơi mà chẳng có tu là chỗ này cô bác à. Tu đi, lo giác ngộ quy y, lo tu hành đạo đi để chết, chứ không ai tu mà không chết đâu cô bác. Vì vậy chúng ta tranh thủ, phải không? Vì vậy mà Đức Thầy cho biết là mau thức tỉnh tu thân kẻo kể. Cái kể đầu tiên là chúng ta xưa nay không có mấy khi dương trần gặp Phật vậy thì xuống đây đã kể đầu tiên cô bác. Cái kể thứ hai là kể cái vô thường à, kể đến là từng sắc na, cái thời khắc mà nó trôi qua chúng ta không kịp cô bác. Bởi vì nhất thống quan âm, nhất thống kim, cái thời gian nó quý báu lắm, mà chúng ta biết chết lúc nào, vô thường đến lúc nào mà chúng ta hẹn cô bác. Tôi kể quý vị nghe một chuyện thế này. Khi xưa thì thường thường cô bác mình biết với cô bác lớn tuổi, anh em mình cũng vậy đó, vào cái những ngày đầu năm đó, đầu năm mà xuân về Tết đến đó, thì có ba anh em này mới tổ chức cái buổi tiệc để mà ngồi nhâm nhi uống vài ly rượu rồi để mà mừng xuân đón Tết. Khi mà uống vài ly rượu trong mình rồi, ba anh mới ngẫu hứng mới ngâm thơ. Cái anh đầu tiên đó anh nói thế này, anh nói hôm năm nay hợp mặt cùng đông đủ, biết sang năm thiếu mặt nào. Ý ông nói là ba anh em mình nó nghe đó là đón xuân vui Tết có mặt như vậy nè, mà giáp một năm 12 tháng đó là năm tới nữa ba anh em mình không biết ai còn ai mất đó, phải không quý vị? Như vậy thì tôi nói vậy đó. Cái anh thứ hai nó anh ngâm thơ cũng hay quá cho tôi tham gia chứ.
Cái anh thứ hai nói thế này, anh nói đó là đầu hôm vô ngủ với giày cởi ra hết, sáng ra có còn mang lại được hay chăng. Cái chỗ này mới quan trọng cô bác, phải không cô bác? Mình nghĩ coi đó là nhà hồi đó tới bây giờ, từ xưa tới nay đó, mình đã chứng kiến cái người thân của mình đó có khi nào chết trong đêm không quý cô? Có thiếu gì phải không? À, đầu hôm vô ngủ với giày cởi ra hết, sáng ra có còn mang lại được hay chăng, là chỗ này nè. Đó, vô ngủ rồi bỏ dép bỏ giới ở dưới chân cái đó mà sáng nó mang không được. Tại sao mang không được? Chết rồi lấy gì mang phải không? Thành ra như vậy thì chúng ta tranh thủ cô bác à. Thì tới cái anh thứ ba đó, anh mới nói hai anh ngâm thơ cũng hay, thôi anh cho tôi tham gia một câu thơ chứ. Anh mới ngâm thế này nè cô bác. Ông nói là một khi hơi thở thở ra, hít vào chẳng nặng, ắt là mạng vong. Phải không? Cô bác mình thấy rõ ràng không? Mấy người chết thở cho dài ra, hít vô không được, xong kiếp. Có gì lạ đâu quý vị, phải không? Như vậy là nó kể ở đây nó có hai cái dấu mốc thời gian, tức là kể gặp được Đức Phật ra đời, gặp được Đức Thầy ra đời, gặp được cái kho tàng pháp bảo giáo lý của nhà Phật, đặc biệt là cái quyển sấm giảng giáo lý của Đức Thầy mà chúng ta còn hẹn đâu bác ạ. À, muốn tu mà còn hẹn chiều mai phiên người rèn sớm thì xài lâu hư chỗ này. Hai là chúng ta phải hàng ngày, hàng giờ, từng sát na, chúng ta phải đối đầu với cái vô thường. Diêm Vương định sẵn canh ba, chết chẳng chịu chờ đến canh năm. Có ai mà nói thôi giờ Diêm Vương sai Ngô Đầu Mã Diệm ra là 12 giờ khuya lên bắt cái bà Nguyễn Thị A. Kìa cái bà Nguyễn Thị A đó, thôi Ngô Đầu Mã Diệm mới về báo Diêm Vương thôi, ban đêm bắt tôi đi không thấy đường, cho tôi sáng chết được không? Xin thưa không được. Không được đồng đảo à. Vì vậy thì Đức Thầy cho biết là mau thức tỉnh tu thân kẻo kể. Rồi bây giờ đến tội rồi mới hối muộn màng. Cái chữ đến tội rồi thì xin thưa đồng đạo mình, chúng ta đã biết rồi. Thí dụ như bây giờ một cái người bị giam cầm, bị nhốt ở trong khám, bị là giữ ở trong tù, mà có khi cái người này người ta hối hận, người ta ăn năn, ta nói biết phải và biết mà tù tội giam cầm cực khổ khổ sở như vậy thì lúc đó tôi đâu có làm gây nên tội, phải không? Tôi đâu có làm gây nên tội. Mà khi mà chúng ta xuống dưới đó là xuống Diêm Vương rồi đó, thì đã bị Diêm Vương trừng phạt đưa vào địa ngục tội lỗi đó, thì lúc đó chúng ta đâu có là để 10 điều ác lôi kéo chúng ta, phải không? Như vậy thì đến tội rồi mới hối muộn màng. À, chúng ta xin chạy nhanh qua chỗ này. Đặc biệt đó là chi cho bằng ta sớm lo toan. Cái chữ chi cho bằng là xin thưa đồng đạo mình không có gì bằng hết. Cái chi cho bằng là không có gì so sánh được. Mà ở đây là sớm lo toan. Sớm lo toan ở đây mà giống cái bài, trong cái bài Tỉnh Bạn Trần Gian đó, thì Đức Thầy dạy cái khổ thơ thứ ba đó, tiếng gọi hồn mê hồn được giác đó, phải toan sắm sửa dứt trần ai đó. Thì nó giống như cái câu này của bác đó. Như vậy thì mau thức tỉnh tu thân kẻo kể, đến tội rồi mới hối muộn màng. Chia cho bằng là không có gì hơn sớm lo toan, tức là toan tính. Như vậy đó thì toan tính cái gì đây? Đức Thầy dạy nè, trong một đoạn giảng này, chia cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới luật, nghe kinh trọng Phật. Như đây là ba cái tiêu chí trong một cái đoạn giảng 6 câu này, Đức Thầy dạy cho tất cả hành giả chúng sanh, cho nhân loại chúng sanh chúng ta làm ba cái tiêu chí này. Chúng ta thực hiện ba cái tiêu chí này thì khi cuối đời, khi lâm chung đó, thì gần hấp hối tâm thần sao sát, chí dẫn dơ kinh sợ vô cùng đó, thì lúc này là cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Như vậy thì ba tiêu chí là như thế nào? Thì trong cái buổi gặp gỡ hôm nay thì chúng ta sẽ bàn bạc chia sẻ sâu sắc qua ba cái tiêu chí này. Để xin thưa toàn thể chư Phật đồng đạo, như vậy thì chi cho bằng ta sớm lo toan, dình với luật, nghe kinh trọng Phật. Như vậy thì trong một đoạn giảng 6 câu này, Đức Thầy đưa ra ba cái tiêu chí đặng cho đồng đạo chúng ta, đặng cho cô bác chúng ta thực hiện đúng ba cái tiêu chí này. Như vậy thì cõi Tây Phương chư Phật có đợi chờ chúng ta được. Thì không phải chúng tôi nói là trong 84.000 pháp môn, trong toàn bộ sấm giảng giáo lý của Đức Thầy, mà chúng ta chỉ thực hiện ba tiêu chí này mà đủ cô bác. Tại vì mỗi một đoạn giảng, mỗi một cái giai thoại, Đức Thầy chỉ dạy cho nhân loại chúng sanh thực hiện nhiều cái tiêu chí, mà tiêu chí nào cũng vậy, tiêu chí nào cũng đủ cái điều kiện để chúng ta về cõi Phật. Vì vậy thì hôm nay chi cho bằng ta sớm lo toan, dình với luật, nghe kinh trọng Phật. Thì thưa toàn thể chư đồng đạo, chúng ta sẽ tìm hiểu qua ba cái tiêu chí nêu trên. Đầu tiên nhất đó là dình với lực. Như vậy thì chúng ta khi nói đến giới lực thì người tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta phải khái nét về giới lực của đạo Phật. Cô bác mình phải khái nét về giới lực của đạo Phật.
Bởi vì giáo lực với lý lực của đạo Phật đó là tại gia cư sĩ đó là năm giới, phải không cô bác? Là ẩm tủ vọng ngữ sát sanh đạo tặc tà dâm, đó là năm giới ngày xưa. Như vậy thì người tín đồ nhà Phật, người tín đồ Phật giáo hảo, thì khi nói đến giới lực thì chúng ta phải khái nét về giới lực của đạo Phật. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Thầy chúng ta là một vị đệ tử trung thành của Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài cho biết thế này: ta thừa dưng sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo Pháp. Hay là đối với toàn thể tôn giáo của đạo Phật, tôi không quên tôi là một vị đệ tử trung thành của Đức Thích Ca Mâu Ni. Phải quý cô bác? Rõ ràng chỗ này: Ngọc Tòa Phật Tổ nãy sai ta xuống cứu thế gian nẻo dạy tà, tới thầy hiệp sức truyền diệu pháp cho đời thấu tỏ đạo Ma Ha. Như vậy thì người tín đồ nhà Phật, người tín đồ Phật giáo hòa hảo, chúng ta phải biết đến giới lực của nhà Phật. Như vậy thì tại gia cư sĩ thì 5 giới, sa di thì 10 giới, tỳ kheo thì 250 giới, tỳ kheo ni thì 348 giới. Đó là cái quy tắc giới lực trong nhà Phật. Thì xin thưa đồng đạo, như vậy thì nói đến giới lực của nhà Phật thì khi xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài đã, khi mà ngài đã gần nhập niết bàn rồi, ngài đã cho biết là còn một thời gian ngắn nữa ta sẽ nhập niết bàn, sẽ từ giả các đệ tử. Thì lúc này cô bác mình biết có cái ngài A Nan. Cái ngài đó là A Nan là ngài một cái vị là thân cận nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa. Ngài sở dĩ mà thành được là một cái là trí tuệ vô biên, biết được cái cách tu hành là cũng do nhờ Đức Phật là hàng ngày hướng dẫn chỉ bảo. Thành ra một hôm A Nan than cái Đức Phật thế này: nó bạch thưa Đức Thế Tôn, từ xưa đến nay mà con được như hôm nay thì cũng do là cái sự chỉ bảo hướng dẫn của ngài, mà bây giờ ngài nhập niết bàn rồi, kể từ đây trở về sau con biết ai mà nương tựa tu hành. Lúc này Đức Phật trả lời làm sao cô bác biết không? Đức Phật trả lời nói này: A Nan, khi ta nhập niết bàn rồi thì con lấy giới lực mà làm đầu. Giới lực còn là Phật Pháp còn, giới lực mất là Phật Pháp mất. Phải không đồng đạo? Rõ ràng chỗ này. Vì vậy mà khi Đức Thích Ca Mâu Ni từ phụ, ngài đã nhập niết bàn rồi, thì có các giáo phái bên ngoài đến chất vấn các đệ tử của Đức Phật như sau. Các ngài đến chất vấn thế này: chất vấn là trong cái đại đệ tử của Đức Phật đó, thì lúc đó thì Đại Ca Diếp đứng đầu, nói: xin thưa các ông, Đức Thế Tôn tức là Thích Ca Mâu Ni ngài còn ở thế gian, ngài là một cái ngài lãnh đạo cao nhất trong tăng đoàn nhà Phật. Tôi xin hỏi các ông, Đức Thích Ca Mâu Ni ngài nhập niết bàn rồi, xin hỏi các ông ai là người lãnh đạo cao nhất trong tăng đoàn nhà Phật? Lúc này ngài Đại Ca Diếp đứng lên trả lời thế này: cô bác, xin thưa các ông, Đức Thích Ca Mâu Ni từ phụ tức là Đức Phật của chúng tôi, ngài còn ở thế gian, ngài là một cái vị đệ, là một cái vị lãnh đạo cao nhất trong tăng đoàn nhà Phật. Khi ngài nhập niết bàn rồi, tôi xin cho các ông biết, giới lực là một cái vị lãnh đạo cao nhất trong tăng đoàn nhà Phật. Phải không quý cô bác? Rõ ràng chỗ này. Bởi vì giới lực là gì? Giới lực là một cái hàng rào, giới lực là một cái thành lũy để ngăn tội, để ngăn giặc, để cho chúng ta không phạm vào tội ác, để chúng ta có cái trí tuệ sáng suốt để dây đắc đạo quả. Như vậy thì giới lực còn, Phật Pháp còn, giới lực mất là Phật Pháp mất. Xin thưa đồng đạo, chúng ta khái nét đơn cử về một phần giới lực của nhà Phật mà ngài Đàm Nhất Luật Sư cho biết là: tam thế Phật Pháp giới di căn bản, bản chi bắt tu đạo diễn hồ tay. Tức là các vị Phật, các vị Bồ Tát ba đời đều lấy giới lực làm đầu, giới lực không tu thì đạo xa lắm vậy. Còn trong kinh Phạm Võng cho biết là: giới minh như nhật nguyệt, diệt như anh lạc châu do thị hành chánh, di trần Bồ Tát chúng do thị hành chánh giác. Tức là giới nó sáng như mặt trăng, như mặt trời, như hạt châu anh lạc vậy. Cô bác mình nghĩ coi nha, cái người đồng đạo mình, cô bác mình, người tín đồ nhà Phật, người tín đồ Phật giáo hòa hảo mà chúng ta tu tinh chuyên, chúng ta giữ giới lực tinh chuyên đó, thì xin thưa cô bác, cái danh thơm tiếng tốt là cái địa vị chúng ta nó lan tỏa khắp nơi. Bởi vì ngày nay tu niệm tầm thường sao danh thể xả hơn cấp chúng. Rõ ràng là qua lời Đức Thầy giới thiệu, cô bác mình biết cái người mà giữ giới lực đó ha, mà nhà Phật cho biết là hương chiên đàn già la chưa phải là thâm phức. Cái hương chiên đàn của nhà Phật nó thơm lắm cô bác à, mà Đức Phật chấm chấm để đó đó, chưa phải là thơm phức, mà người có giới đức song ngát khắp mười phương. Rõ ràng là chỗ này đồng đạo, cái người mà tu giới lực, cái người mà giữ giới lực rồi mà khi đi ra đại chúng, đi ra ngoài đã được mọi người yêu kính lắm, mọi người tôn sùng kính mến ở chỗ này.
Như vậy thì chúng ta đã khái quát biết được giới luật của đạo Phật rồi. Bây giờ trở lại giới luật của đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta là gì cô bác? Có phải là 8 điều răn cấm không quý cô bác? Rõ ràng chỗ này, đây là 8 điều răn cấm, tức là 445 chữ đó, Đức Thầy đã viết vào năm Ất Dậu 1945. Như vậy thì giới luật Phật giáo Hòa Hảo đó, 8 điều răn cấm là giới luật Phật giáo Hòa Hảo. Như vậy thì cô bác mình nên nhớ rằng rút trong các lực các kinh thì lòng không ép làm in dẫn này. Đức Thầy đã gói gọn lại, Đức Thầy đã nguyên nguyên Phật Pháp lại, canh tăng giáo điều từ 250 giới, 348 giới của Đức Phật. Ngài mới sáng tác, mới viết ra là 8 điều răn cấm, tức là giới lực của đạo Phật giáo Hòa Hảo. Rõ ràng là chỗ này đồng đạo. Như vậy cô bác mình biết không? Có khi mình nói thí dụ nha, có khi 8 điều răn cấm nó có 445 chữ thôi, chứ không phải là 250 giới, không phải là 348 giới của nhà Phật. Mà xin thưa đồng đạo mình, thưa cô bác mình, có khi trong hội trường mình, có khi cô bác mình thuộc 5 điều mà không thuộc 3 điều, có khi mình thuộc 6 điều mà còn 2 điều chưa thuộc, và có khi mình thuộc 7 điều mà còn 1 điều mình chưa thuộc. Có không cô bác? Thậm chí tôi cũng vậy luôn, tôi học có khi tôi quên đó cô bác. À, có khi lâu lâu mình phải ôn lại. Như vậy chẳng những người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta, mình bắt buộc phải thuộc 8 điều răn cấm. Rõ ràng là chỗ này. Nói đến đây tôi kể quý vị nghe mẫu chuyện thế này. Thì vào cái thời bao cấp đó, thì cô bác mình biết mà, cái đoàn của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mình đó, thì thường thường đi quỷ lạo, đi dẫn đoàn, đi tham quan rồi đó. Thì cái vấn đề mà ban đêm tạm trú tạm vắng khó khăn lắm. Thì đi đến đâu quỷ lạo, đi tham quan đó, thì tối cũng phải có cái giấy chứng minh nhân dân, phải có cái danh sách đăng ký tạm trú tạm vắng. Thì trong cái đoàn này có cái bà cô nè, nọ cũng cỡ 6 ngoài tuổi, cũng hơi lớn lớn tuổi rồi. Mà cái cô này đó là cổ tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thiệt, mà cổ tu nó theo cái thời cuộc. Thấy ở sớm mà người ta tu theo đạo khắc sĩ, tu theo đạo Phật đó, ta mặc bộ đồ lam xanh xanh mà ta hết cái đầu cao cao cũng làm theo nữa, làm theo cho vui hay sao không biết, mà thật chất ra là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Thì đi theo đoàn cứu trợ, đi tham quan. Thì tối nọ đó thì chính quyền người ta lại, người ta an ninh, người ta lấy cái giấy chứng minh để mà người ta làm cái danh sách tạm trú ngủ qua đêm. Mà cái bà cô này không có giấy chứng minh cô bác, không có giấy chứng minh. Thì ai cũng là có giấy chứng minh, ta trình ra ta làm cái danh sách tạm trú hết, bà cô này không có giấy chứng minh. Như vậy thì các vị chính quyền địa phương ta hỏi thế này, nó hỏi cô ơi, cô phải là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không? Cô nói tôi nghe. Cái bà cô này cô nói sao cô bác biết không? Cô vỗ ngực cô nói nè, xin thưa chú Hòa Hảo nội nè, Hòa Hảo gốc nè, ông nội tôi Hòa Hảo, sanh ra cha tôi Hòa Hảo, đẻ tôi Hòa Hảo, tôi đẻ ra con tôi Hòa Hảo, bốn đời Hòa Hảo rồi đó. Cô bác mình nghe giới thiệu hay không? Như vậy thì các anh chính quyền địa phương anh ấy bây giờ là cô là người Hòa Hảo phải không? Mà sao cô ăn mặc cho không giống Hòa Hảo vậy? Nó tại vì mấy cái người bạn tôi mặc cái gì tôi mặc theo thôi, chứ tôi là Hòa Hảo gốc đó. Như vậy thì các chú chính quyền nói làm sao với chú với anh biết không? Nó thôi bây giờ tôi tạm tin cô là người đạo Phật giáo Hòa Hảo thôi, bây giờ cô đọc 8 điều răn cấm, tức là giới lực Phật giáo Hòa Hảo, tôi nghe coi. Xin thưa quý cô, không thuộc điều đạo chân. Không thuộc điều đạo chân. Lúc này ấm ứ đâu trả lời được. Như vậy thì các chú chính quyền nói như vậy thì tôi chưa tin cô là người đạo Phật giáo Hòa Hảo. Ít ra mình đi đâu mình xưng mình là đạo Phật giáo Hòa Hảo, đệ tử của Đức Thầy, thì ít nhất mình phải thuộc giới lực của Phật giáo Hòa Hảo phải không? Còn cái này như vậy thì bà chưa thuộc là giới lực Phật giáo Hòa Hảo, vậy tôi chưa tin bà. Như vậy thôi bây giờ tạm thời tôi là giữ bà qua cái phòng này, đóng cửa lại là nhốt bạn đêm, ngày mai tính. Cô bác mình biết không, người ta đi quỷ lạo, người ta lội núi đó, lội tham quan đó, tới chiều tới tối ta mệt, tối ta ngủ khì hết trơn. Có mình nên bà cô này từ canh 1, canh 2, canh 3, canh 5, sáng 5 canh không ngủ tí nào hết. Đố cô bác biết làm gì không? Lấy cái quyển tôn chỉ hành đạo, đọc 8 điều răn cấm, đọc tới sáng thuộc hết trơn. Như vậy thì sáng chánh quyền lại thì chưa vô nhà nữa, thì có mở cửa ra con mắt rồi, chú ơi chú đẻ vô chú ơi. Như vậy thì các anh em chánh quyền ta vô hỏi gì cô, làm ơn chú ngồi xuống đây đi, tôi đọc 8 điều răn cấm cho chú nghe. Cái lúc này đó là đọc 8 điều răn cấm thuộc hết cô bác. Như vậy thì chánh quyền người ta nói vậy, ít ra là bà đạo Phật giáo Hòa Hảo phải vậy, phải không quý vị? Phải không? Ít ra đạo Phật giáo Hòa Hảo là phải thuộc 8 điều răn cấm Phật giáo Hòa Hảo. Mà xin thưa đồng đạo mình nghe, xin thưa cô bác mình là thuộc 8 điều Phật giáo Hòa Hảo rồi, đã đành rồi, mà đều phải thực hành theo 8 điều răn cấm Phật giáo Hòa Hảo. Điều này mới quan trọng đó.
phải không? Bây giờ từ điều thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám. Bây giờ cái điều thứ tám đó, làm ơn cô bác mình làm sao đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui, đọc cho nhuần nhuyễn để vào lòng đi. Cái điều này quan trọng nè. Cái điều này bảy điều kia ta làm được, mà cái điều thứ tám là không được nè. Bởi sao? Tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Mà xin thưa cô bác mình, 83 năm nay Đức Thầy dạy chúng ta đó, chúng ta đi đám cưới, đi ở đi đám làm từng, đi đám giỗ, đi đám này đám kia đó, trong cái bàn tròn chúng ta thường chứng minh chỗ này phải không? Tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nói thì hay lắm, đọc thì nghe hay lắm, mà đều xin thưa cô bác mình, có con một cha chưa cô bác? Xin thưa, con nhiều cha lắm, phải không? Trong đó nó có cha ruột, rồi cha ghẻ, rồi cha nuôi, phải không? Rồi cha lừng chừng tùm lum hết trơn. Thành ra trong cái tám điều răn cấm này mà mình quên cái chỗ này nè cô bác. Lại gần với nhau đó thì ông này chê ông kia chê ông nọ, người này chê người kia chê người nọ, không có đồng với nhau, mà đạo mình là đạo hòa hảo. Như vậy thì xin thưa cô bác mình, thưa đồng đạo mình, làm sao mình giữ được cái điều thứ 8 mới quan trọng. Tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha đó, mà mình không có một cha, rồi làm sao mà dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức được, phải không? Chỗ này nè, nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương, học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh đó, cái chỗ này mới quan trọng nè. Mà đặc biệt nữa là chúng ta thuộc 8 điều răn cấm, mà chúng ta phải thực hiện qua 4 cái câu kệ cuối cùng của 8 điều răn cấm. Đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột xét thân ta, nếu người rõ phận vui lòng thứ ta, thứ được người, người thứ ta. Chỗ này mới quan trọng đó. Đây là 4 cái đại đức từ bi hỷ xả nè, tha thứ phan dung với nhau là đó, là tứ vô lượng tâm nè. Đồng đạo mình giữ với lực mà làm sao thuộc 4 câu kệ này, cái đó là cái lộ trình giải thoát đó. Chớ gì đơn giản cho các bác. Xin thưa quý vị, thì nói đến 8 điều răn cấm, nói đến giới lực Phật giáo hòa hảo, thì xin thưa cô bác mình, có khi mình tu như vậy đó, mình hành đạo như vậy đó, mà có khi mình lâm dấp cô bác, lâm dấp chút đỉnh. Thì lâm dấp chút đỉnh thì cái người lâm dấp mà phạm giới lực chút đỉnh đó, thì xin thưa chúng ta nên hạn chế khắc phục, loại trừ những cái thói hư tật xấu trong đời tu của mình. Mà đặc biệt nữa là 8 điều răn cấm có khi đồng đạo chúng ta còn nghi ngờ. Còn nghi ngờ là 8 điều răn cấm, tức là nó ít quá đi. Nó có 445 chữ như vậy thì không đủ cái công năng để độ chúng sanh giải thoát. Thì nói đến đây tôi kể quý vị một chuyện nghe thế này. Thì khi xưa lúc Đức Thầy còn đi phía nông đó, thì có một cái vị bác sĩ này. Thì Ngài thì âm thầm Ngài đã đọc, đã xem qua giáo lý của Đức Thầy. Ngài đã âm thầm, đã xem, đã đọc, đã tham khảo rồi. Và đều có cái điều thắc mắc nhất là Ngài không chịu với lực Phật giáo hòa hảo. Thì một hôm Ngài mới đến diện kiến Đức Thầy. Ngài nói bạch thưa ông Tư, tại vì cái vị này là chưa phải là người tín đồ của Đức Thầy, mới bạch thưa ông Tư, tôi xin hỏi ông thế này, giáo lý của ông từ quyển nhất mà dài xuống đó, tôi có tham khảo, tôi có đọc hết, tôi có nghiên cứu qua hết, hay lắm đó. Ngài là một cái vị Phật khỏi tầm thường đó. Mà điều tôi thắc mắc chỉ một điều đơn giản thôi, đó là đạo Phật giáo hòa hảo là ra đời sau đạo Thiên Chúa, sau ra đời sau đạo Phật cách mấy ngàn năm, mấy trăm năm, mà đạo Phật đó người ta có 250 giới, 348 giới. Cái giới lực người ta nó dài, nó cao siêu như vậy đó, đưa nhân loại chúng sanh mới giải thoát được. Mà tôi xin hỏi ông như chớ là khi ông ra đời sau người ta, ông ra đời muộn hơn người ta, mà giới lực của ông nó chỉ có 8 điều răn cấm à, tôi e rằng nó là có đủ công năng để độ chúng sanh, đặc biệt là độ tín đồ Phật giáo hòa hảo của ông giải thoát hay không? Cái chỗ này mới quan trọng cô bác. Thành ra lúc này một cái vị bác sĩ đó là chất vấn Đức Thầy, còn nghi ngờ Đức Thầy như vậy. Thì lúc này Đức Thầy trả lời sao cô bác biết không? Nói như vậy là ông là còn nghi ngờ, tức là ông chưa tin giới lực đạo Phật giáo hòa hảo của tôi phải không? Như vậy thì tôi xin nói cho ông biết, giới lực Phật giáo hòa hảo 8 điều răn cấm của tôi, xin thưa ông ngang, 8 điều cho sanh ra 1000 giới của nhà Phật đó, sợ là e rằng là chúng sanh giữ không nổi mà thôi, e rằng là tín đồ Phật giáo hòa hảo hành trì không nổi mà thôi, chứ 8 điều răn cấm của tôi đó là sanh ra 1000 giới đó. Cô bác còn biết không, lúc này một cái vị bác sĩ này còn càng nghi ngờ thêm nữa. 8 điều răn cấm là 8 điều răn cấm, làm gì 8 điều răn cấm mà sanh ra 1000 giới. Như vậy thì Đức Thầy mới nói với bác sĩ này vậy ha, bây giờ tôi chỉ cho ông một cái cách làm bài toán. Giới lực Phật giáo hòa hảo 8 điều răn cấm của tôi sanh ra 1000 giới cho ông coi nha. Như vậy thì lúc này Đức Thầy chỉ bác sĩ nói bây giờ đó, 8 điều răn cấm đại diện cho 8 con số 8.
gọi là bát tánh. Như vậy thì bây giờ đó là ông làm cái bài toán đố nha, đó là 8 điều răn cấm sanh ra 1000 giới cho ông thấy. Như vậy ông mới tin. Như vậy thì bây giờ ông chỉ cái ông bác sĩ này nè, như vậy thì cái hàng đơn vị đó, như vậy hàng đơn vị đó thì bây giờ ông sắp giùm tôi 5 con số 8. Hàng chục đó ông sắp giùm tôi 2 con số 8, hàng trăm một con số 8. Ông gạch đích ngang ông cộng cho tôi coi coi. 5 lần 8 40, viết con số 0. Giữ con số 4. Như vậy thì hàng chục 2 lần 8 16 cộng với 4 là 20, viết con số 0 giữ số 2. Con số 2 cộng với hàng trăm là con số 8 là 10. Con số 10 cộng 2 số 0 thì xin thưa đồng đạo mình số mấy quý vị? Phải 1000 giới không đồng đạo? Như vậy thì con số 10 cộng 2 số 0 là 1000 giới. Như vậy thì chúng ta nên tự hào rằng giới lực Phật giáo hòa hảo là 1000 giới trong đạo Phật. Sao không ai mừng chân vậy? Phải không? Mình là tu cái pháp do là giới lực Phật giáo hòa hảo là giải thoát cái đồng đạo à, không phải đơn thuần đâu. Như vậy thì chi cho bằng ta sớm lo toan gìn giới lực. Như vậy thì mình đã đi qua một cái tiêu chí phải không? Bây giờ đến cái tiêu chí thứ hai. Như vậy thì gìn giới luật, nghe kinh. Như vậy thì xin thưa đồng đạo mình, xin thưa cô bác mình, nghe lại Đức Thầy đưa ra ba cái tiêu chí. Cái tiêu chí thứ nhất gìn giới luật thì dễ hiểu phải không? Dễ thực hành rồi. Mà đều có tiêu chí thứ hai thầy kêu đó là nghe kinh. Chắc cô bác mình nghĩ rằng thôi bây giờ phải chạy đi các chùa của đạo Phật, các chùa của tôn giáo đạo Phật, chắc đi thỉnh kinh, đi mượn kinh về nghe quá, phải không? Chắc nghe ta đi đi thỉnh kinh, đi mượn kinh Hoa Nghiêm, rồi kinh A Hàm, rồi kinh Phương Đẳng, rồi kinh đó là Bát Nhã, kinh Pháp Hoa, năm thời kinh của Phật, chắc mượn kinh về xem, mượn kinh về nghe. Không phải vậy đâu, không phải vậy. Bởi vì kinh ở đây đó là Đức Thầy chúng ta, Ngài là một cái vị đệ tử trung thành của Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã quy nguyên Phật Pháp canh tân giáo điều, Ngài rút trong các lực các kinh, Ngài mới gói gọn lại, Ngài mới sáng tác thành cái quyển sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ. Như vậy thì đạo Phật giáo hòa hảo chúng ta cũng có kinh nữa các bác à, có kinh nữa. Bởi vì sao? Giảng kinh đọc tụng chiều mai làm theo lời chỉ Ngài rày gặp ta. Phải kinh không các bác? Giảng kinh đọc tụng đêm thanh ấy là châu ngọc để dành ngày sau, hay là ngạt ngào tiếng kệ lời kinh ơn nhờ chư Phật quay thinh giáo kiền, phải kinh không các bác? Hàng ngày đồng đạo chúng ta hôm nay có mặt ngồi ở đây là nghe kinh đó, về nhà chúng ta bắt sấm giảng lên chúng ta nghe là nghe kinh đó, chúng ta đọc sấm giảng là nghe kinh đó. Kinh đó các bác à, kinh tức là toàn bộ sấm giảng thi văn giáo lý của nhà Phật, đó là kinh. Chúng ta đừng tưởng rằng là đi đến chùa, đi ra là lại chùa để thỉnh kinh về nghe, thỉnh kinh về đọc là không phải. Kinh ở đây là chỉ cho sấm giảng thi văn giáo lý của Đức Thầy chúng ta, đó là kinh. Như vậy thì Đức Thầy kêu là gìn giới lực, nghe kinh. Bởi vì kinh này là sao quan trọng mà Đức Thầy kêu chúng ta nghe kinh cô bác? Lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong quá nước nhà. Như vậy thì xin thưa đồng đạo mình, thưa cô bác mình, kinh nó có công năng như thế nào? Nó đưa dạng loại chúng sanh đi đến cái chỗ giải thoát như thế nào mà Đức Thầy kêu chúng ta có cái tiêu chí thứ hai là phải nghe kinh? Cô bác mình nghĩ coi ngang, kinh tức là lời dạy của Đức Thầy, kinh tức là sấm giảng thi văn của Đức Thầy, 216 bài, 89.448 dạng lời, ngàn lời. Tức là như vậy thì cô bác mình thấy kinh rõ ràng đó. Ngài đã vắng mặt rồi, Ngài để lại cho ta một cái kho tàng pháp bảo vô giá mà chúng ta tận hưởng đến ngày hôm nay, đó là kinh đó cô bác. Như vậy thì kinh của đạo Phật giáo hòa hảo, kinh Đức Thầy chúng ta nó có công năng, nó có cái siêu màu diệu dược gì mà Đức Thầy kêu chúng ta nghe kinh cô bác? Xin thưa đồng đạo, thì trong cái đoạn bài kệ của quyển 5 đó, tiếng kệ từ bi quá diệu trầm. Như vậy tiếng kệ, tiếng kinh cũng là chỉ cho sấm giảng thi văn giáo lý Đức Thầy. Như vậy thì kinh này, sấm giảng này, kệ này, nó có cái công năng siêu kính quyền diệu để đưa cho vạn loại chúng sanh từ bờ mê sang bánh giác. Bởi vì kinh này như thế nào, kinh này như thế nào, nó có công năng như thế nào cô bác? Kinh này thì Đức Thầy tức là nhà Phật đã tỉ dụ cho một cái chiếc thuyền chở nhân loại chúng sanh, tất cả nhân loại chúng sanh từ bờ mê sang bánh giác. Kinh này, sấm giảng này, giáo lý này đã chỉ cho một cái ngọn đuốc có cái sức sáng rất to để soi rọi cái màn vô minh tâm tối của nhân loại chúng sanh. Kinh này, kệ này, sấm giảng này mà nhà Phật ví như một cái bản đồ,
cho tất cả những ai muốn vượt trùng khơi biển cả. À, kinh này, kệ này là một cái bản đồ cho tất cả nhân loại chúng sanh muốn vào một cái đô thành lạ. Kinh này, kệ này, sấm giảng này, à, ngài dí cho, à, là một cái món thuốc diệu dược uống vào để trị cái bệnh thất tình lục dục của nhân loại chúng sanh. À, kinh này, kệ này đã chỉ cho một cái lưỡi gươm thật là bén để đoạn đi, để chặt đi một cái dây phiền não tham sân si nhân ngã của nhân loại chúng sanh. Vì vậy cô bác mình nghĩ coi cái kinh, cái kệ, cái sấm giảng của Đức Thầy nó có giá trị vô cùng không? Nó có các công năng huyền diệu không quý cô bác? Bởi vì cô bác mình nghĩ coi, nghe ở thế gian mình á, cái khoa học cũng là cái tiến bộ tột bậc. Cái khoa học nó làm cho chúng ta từ nghèo trở thành giàu, từ xấu trở thành đẹp, phải không? Cái khoa học nó làm cho tất cả nhân loại chúng sanh đều thụ hưởng được cái khoa học hiện đại, mà nó không làm cho con người chúng ta là hết khỏi, là hết cái biển khổ luân hồi. Bởi vì có giáo lý, có kinh, có kệ của Đức Thầy làm cho con người từ cái người mê si trở thành một cái người sáng suốt, một cái con người bình thường trở thành tiên thánh, tiên thánh, một cái người bình thường trở thành Phật của bác. Như vậy thì đồng đạo mình thấy rõ ràng cái kinh, cái sấm giảng, giáo lý của Đức Thầy phải có là nó quyền, nó sâu kín, nó diệu quyền rồi các bác. Như vậy thì cái tiêu chí thứ hai Đức Thầy kêu chúng ta dình với lực, phải nghe kinh, rồi tiếp theo phải làm gì cô bác? Phải trọng Phật, phải không? Điều này quan trọng. Như vậy thì cái tiêu chí thứ ba, khi là dình với lực rồi, nghe kinh rồi, tiếp tục phải trọng Phật. Thì xin thưa đồng đạo và xin thưa cô bác mình, chắc có một số người ta nghĩ rằng trọng Phật ở đây chắc hàng ngày mình phải đến chùa, à, rồi mình quỳ trước là chánh điện của chùa đó, là các tượng Phật mình quỳ mình lại, mình lại cho thiệt là nhiều, mình lại 108 lại, lại 200 lại, 500 lại. Như vậy chắc mình phải trọng Phật, phải không các bác? Rồi cái điều trọng Phật nhất đó là người tín đồ Phật giáo hảo chúng ta, khi mà đi nơi đâu, đi chỗ nào mà gặp cái chân dung Đức Quỳnh giáo chủ, chúng ta quỳ lại cho nhiều chắc trọng Phật, phải không các bác? Mà đặc biệt nữa là cái người tín đồ Phật giáo hòa hảo, chắc mình trọng Phật cái kiểu đó, chắc là cái chân dung cái di ảnh của Đức Thầy chúng ta thờ ở trong nhà, chắc chúng ta lại chắc mệt luôn. Bởi vì vô gặp ảnh Đức Thầy thì lại ra, thì lại vô, thì lại ra, thì lại. Như vậy là trọng Phật không các bác? Xin thưa không trọng Phật. Trọng Phật như vậy là không phải. Bởi vì những tượng Phật ở ngôi chùa đó là bằng xi măng, phải không? À, bằng gỗ mà thôi. Còn ở đây Đức Thầy chúng ta cũng là một cái di ảnh mà thôi. Như vậy thì đâu phải là trọng Phật. Mà trọng Phật ở đây Thầy dạy nè, ai mà ta dạy chẳng nhìn thì sao? Sao các bác? Thì sao đừng trách mất tình yêu đương, phải không? À, hay là giảng kinh đọc tụng chiều mai làm theo lời chỉ ngày đầy gặp ta. Như vậy thì làm theo lời chỉ mới gặp Thầy được. Đó là trọng Phật các đồng đạo à. À, bây giờ cô bác mình nghĩ coi, bây giờ muốn trọng Phật, bây giờ mình làm theo mấy cái tiêu chí, à, làm theo lời chỉ của Thầy, như vậy ta mới trọng Phật. Bây giờ muốn trọng Phật đó thì Đức Thầy cho biết nè, tiếng gọi hồn mê hồn được giác, phải toan sắm sửa dứt trần ai. Như vậy thì mình đầu tiên nhất mình trọng Phật phải làm theo lời chỉ. À, lời chỉ thứ nhất Đức Thầy kêu làm chúng ta làm gì đâu? Phải ăn chay. À, chay 4 bữa ấy là quy tắc của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh. Như vậy thì ít nhất là người tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta phải ăn chay 1 tháng 4 ngày. Rồi bên cạnh đó chúng ta phải cúng lại 1 ngày 2 thời 3 thời. Chứ bây giờ đồng đạo mình nghĩ rằng đó là theo giáo lý Đức Thầy chỉ dạy thôi, giờ tôi dâng theo lời Thầy, bây giờ là tôi không cần lại cần quỳ, bây giờ là Thầy kêu tôi không cúng không lại, tôi không quỳ không cúng. Như vậy trọng Phật không các bác? Không trọng Phật. Như vậy thì là 2 ngày 2 thời cúng lễ bái chúng ta, à, mà chúng ta bỏ một là thời cúng là không trọng Phật các bác à. Sớm chiều bình đẳng chớ lai đừng thường hành, như vậy nhớ lời đừng sai. À, như vậy mà 1 ngày đó trong 2 thời cúng mà chiều cúng rồi sáng ngủ quên, tới 6 giờ quên cúng là không trọng Phật rồi đó. Phải không các bác? Không trọng Phật rồi đó. Và điều quan trọng nữa đó, một cái điều quan trọng cần thiết nhất đó, bây giờ mình trọng Phật ở đây đó là mình làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả những điều độc ác, quyết rửa tấm lòng trong sạch. Thầy dạy chúng ta hàng ngày hàng giờ đi làm từ thiện, đi bố thí giúp đời, làm cái công tác để tạo phước đức, để chúng ta có cái lộ trình giải thoát. Mà cô bác mình nghĩ coi, bây giờ có số đồng đạo mình đó thì cũng dâng theo lời Thầy, cũng làm từ thiện xã hội, cũng đi phiên góp khắp nơi, cũng đi kêu gọi khắp nơi, mà đều xin thưa cô bác mình đó là kêu gọi 10 đồng mà đều làm từ thiện có 6 đồng à, còn 4 đồng bỏ túi riêng.
trọng Phật không cô bác? Ông trọng Phật phải không? Ai như vậy trọng Phật không? Xin thưa không trọng Phật. À, mà đặc biệt nữa đó cô bác, mình biết đó, hiện nay là trong cái các ban trị sự chúng ta nó vướng vào cái chỗ ban trị sự tin tất cả đồng đạo, tin tất cả anh em trong ban trị sự, bà con cho tiền, bà con ủng hộ tiền quyên góp để mua đất làm quỹ đất cho ban trị sự, vô tình cho cái ông này đứng tên, cho cái ông ban trị sự này đứng tên. Giáo hội mình xưa nay nó vướng chỗ này, cho ông Nguyễn Văn A, ông Nguyễn Văn B, ông Nguyễn Văn C, tại vì bao nhiêu cái niềm tin của đồng đạo, bao nhiêu cái niềm tin của chức việc là gom hết về cho ông trưởng ban này. À, mua được 1.000 m², 2.000 m² để cho ông Nguyễn Văn A, ông Nguyễn Văn B này đứng tên. Thì xin thưa cô bác mình, khi đứng tên xong rồi đó, khi mà ông già rồi đó, con nó đứng lên nó thưa lấy lợi như không, phải không cô bác? Mà đặc biệt nữa đồng đạo mình, cô bác mình đó, khi mà bà là tín đồ mình đó, đặt cái niềm tin cho cái ông này, vận động đóng góp cho ông này, mà ông mua được cái quỹ đất, mua được cái giáo sản gì của đạo rồi đó, mà có khi ông để riêng của Phật ông đó. Cô bác còn biết cái lòng tham con người nó gì đó cô bác, lòng tham gì đó nó quan trọng như vậy đó. Như vậy thì xin thưa mà đồng đạo mình, thưa cô bác mình, trong cái quãng đường mình ăn chay, mình cúng lại hai thời ba thời, rồi là mình niệm Phật, đi làm công tác từ thiện xã hội, đi làm từng đi cầu nguyện mấy mươi năm, như vậy mình đủ không cô bác? Có khi lỗ đó cô bác à, phải không? Có khi lỗ phải đơn thuần đâu. Như vậy thì trọng Phật ở đây không phải là chúng ta lại Phật cho nhiều, mà Phật độ chúng ta. Chúng ta hàng ngày chúng ta cúng cầu nguyện là ngủ nguyện cầu cho nhiều, mà thầy độ chúng ta, đặc biệt là phải làm theo lời chỉ của Ngài. Như vậy mới trọng Phật. Xin thưa đồng đạo mình, xin thưa cô bác mình, nó ngang có cái điều mà chúng ta không trọng Phật. Một cái điều nó nhỏ thôi, nó nhỏ trong gia đình, mà Đức Thầy cho biết là nợ gia đình đeo đấm căn duyên. À, tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền. Có khi mình làm với Phật với thầy mình làm được hết trơn đó. Mình dâng lời, mình quy y theo thầy là mình làm hết trơn tông chỉ, mình thực hiện rồi đó. Mà đều có cái quan trọng nhất đối với chồng, với vợ mình, với con mà tu không được. Quan trọng chỗ này đó. Như vậy là không trọng Phật, không trọng thầy của bác à. À, mà gia đạo vuông tròn thì Phật đạo kế bên đó. Tôi kể quý vị nghe có mẫu chuyện thế này. Có cái chị này, chị là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, ngoan đạo lắm nha. Thì hàng ngày đó là chỉ cúng lại ba thời, cũng niệm Phật ba thời, đọc sấm giảng nghe kinh, rồi cũng là tinh chuyên lắm. Mà nó có cái bệnh ngặt nghèo, có cái đó là ăn hiếp chồng. Không quan trọng gì đó. Thành ra thì cô bác mình biết rồi, có bao giờ mà thuận cảnh với cô bác. Có khi vợ tu chồng không tu, có khi chồng tu vợ không tu. Thì cái anh chồng này anh hiền lắm. Mỗi khi đó mà ảnh nói chuyện với vợ làm cái gì đó, bà vợ bà ăn hiếp, bà la đùa, bà nạt giải, bà ăn hiếp ổng. Thì cái ông chồng này ổng hiền lắm, ổng đâu có nói gì cô bác. Mỗi khi mà nạt nộ bà ăn hiếp ổng cái thì ổng đi ngay lại cái bàn thờ Tam Bảo đó, bàn thờ thầy mình đó. Cái ổng chắp tay đó, ông nói ông Tư ơi, ông Tư ơi, đệ tử của ông gì hung quá ông Tư ơi. Cô bác mình nghĩ đi coi. Như vậy thì mỗi lần như vậy thì bắt đầu lại ổng mét. Thì cô bác mình biết đó, khi cuối cùng đó thì Đức Thầy bị ăn ký tại nhà thương Chợ Quán đó. Thì cái đoàn bà con đồng đạo An Giang Cần Thơ mới tổ chức cái đoàn đi ra thăm thầy. Thì thăm thầy tiếp chuyện xong thì cái chị tín đồ này tính là đến để gặp thầy, diện kiến thầy, tính tâu tính nấu gì không biết. Lúc này thầy nói liền cô bác: thăng bằng tăng một mặt bộ sòng nâu, một cuộc thiên lý một bầu điều hãng mà thầy biết hết. Thầy mới điểm mặt cái chị này là thầy nói sao cô bác biết không? Nói cô nghe, không phải là tín đồ của tôi. Cái chị này chứ hết hồn cô bác. Nói chàng ơi, thưa thầy ơi, thầy nói gì tội nghiệp con thầy. Con là quy y theo thầy, con tu mấy mươi năm nay, con ăn chay trường luôn nha. Con cúng lại ba thời, niệm Phật ba thời, thầy nói tội nghiệp con. Đức thầy nói như vậy không phải tín đồ tôi. Ăn chay là ăn chay trường, cúng lại ba thời, niệm Phật ba thời mà cô còn ăn hiếp chồng quá. À, cái bà chị này bà hết hồn quá vậy. Như vậy thì Đức thầy đã nói thêm nghe, nói cho cô biết nghe. Mỗi một lần mà cô ăn hiếp chồng đó, thì cái ông chồng ông hiền lắm, không có cãi cự lại trơn á. Mà ông lại ngay cái bàn thờ Phật đó, tức là đứng cướp chân dung của tôi, ông mét tôi hoài. Như vậy sao chịu nổi, phải không cô bác? Lúc này cái chị tín đồ này cái quỳ xuống nó lại thầy đó: thầy ơi, con lại thầy, thầy ơi, từ An Giang Long Xuyên ở chỗ ra đây mấy trăm cây số thầy biết hết. Xin thưa mấy cô, mình có ai vậy không? Chắc không có rồi phải không? À, như vậy mới trọng Phật đó. Tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền, như vậy trọng Phật đó cô bác à.
À, dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo, nhân đạo bất tu là tiên đạo khả hỷ. À, mình tu nhân đi. À, mình làm tròn cái nhân đạo đối với là chồng với vợ với con đi. À, việc nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm phước của rõ lòng thiện nhân. Bây giờ mình lựa cái pháp nào cao siêu, lựa cái pháp nào nó mầu nhiệm mình tu. Và đặc biệt là cái người ở trong nhà nè, cái người sống với mình nè, ăn chung mâm, sống chung là ngủ chung bồng với mình nè, một cái vị giám khảo đó là phải nói là công tâm nhất. À, cái vị giám khảo là khách quan nhất. Xin thưa đồng đạo mình, thưa cô bác mình tu sao mà về nhà, à, mà ai hỏi đến với là cái người vợ mình hỏi chồng cô tu sao, đó là bà vợ nó nói chồng tôi là ok, chồng tôi number one là ngon đó, phải không? Mà cái người vợ tu làm sao mà bạn bè hỏi anh ba anh tư chị ba chị tư sao mà cái ông chồng cũng lắc đầu, nó không được. Chồng Phật không có bác, không bao giờ, phải không? Như vậy thì xin thưa đồng đạo mình, thưa cô bác mình, nói nhiều một cái vấn đề mà chúng ta trọng Phật lắm, nhưng hôm nay trong cái buổi gặp gỡ chia sẻ này thời gian nó không có hạn, thì sứ ngôn cũng cho biết là đã hết giờ rồi. Thì xin thưa đồng đạo, chi cho bằng ta sớm lo toan, nhìn với lực nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành, đâu mất cõi Tây Phương chư Phật đại trời. Như vậy thì hai câu cuối là chỉ cho cái nhân chúng ta thức tỉnh, cái nhân chúng ta tỉnh thức, cái nhân chúng ta tu thân. Bên cạnh đó chúng ta thực hiện qua ba cái tiêu chí: nhìn với lực, nghe kinh trọng Phật, thì đến lâm chung quả lành đâu mất. Bởi vì trồng cây lành dị quả thơm tho, ti không thấy mà sao chẳng mất. Như vậy thì đồng đạo chúng ta thực hiện qua lời dạy Đức Thầy, qua sáu câu giảng này, thì cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ chúng ta, không gì lạ cho cô bác. Vì vậy thì nhân cái buổi gặp gỡ chia sẻ hôm nay qua sáu câu giảng này, thì một đoạn giảng mà Đức Thầy đã dạy cho tất cả chúng ta, đây là một cái bài học hết sức là giá trị, để nhằm để giáo dục cho nhân loại chúng sanh, đặc biệt là dạy cho tất cả tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta biết được cái bổn phận chúng ta làm gì trong kiếp sống, đặc biệt là chúng ta tìm cái chân tánh của nó. Đó thì qua lời dạy của Thầy thì xin thưa đồng đạo, thưa cô bác, anh chị em mình trong buổi chia sẻ này, thì thời gian nó cũng đã hết rồi. Thì cái chương trình chia sẻ gặp gỡ quý vị trong cái buổi sáng hôm nay, thì qua cái chuyên đề đến đây xin được tạm dừng. Nếu có nhân viên thì chúng tôi sẽ trở lại đây một lần thứ hai để gặp gỡ chia sẻ quý vị qua những pháp môn khác, những lời dạy khác của Đức Thầy, để đồng đạo chúng ta cùng nhau áp dụng trong cuộc sống một cách chính xác, để chúng ta trên lộ trình giải thoát an vui trong cái kiếp này. Thì thưa đồng đạo, thưa toàn thể quý vị, trước khi dứt lời rời khỏi diễn đàn chia tay quý vị trong buổi gặp gỡ này, thì kính chúc cho ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Hậu cũng như các ban trị sự xã bạn trong buổi gặp gỡ hôm nay, chúng ta đoàn kết tốt, để chúng ta thực hiện bốn chương trình đạo sự của giáo hội đề ra một cách hoàn mỹ nhất, mà đúng theo lời Đức Thầy chúng ta đã ao ước: lòng trẻ thảo biết đoàn biết kết, phí sắc thà phàm mê mệt đâu này, băng rừng gạt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Cuối cùng kính chúc toàn thể cho quý vị trong cái buổi gặp gỡ này, thì chúng ta trong cuộc sống thì luôn luôn lúc nào cũng được sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Kính chúc tất cả tâm sáng suốt như đài nguyệt kiến, tánh trong như nước bích mùa xuân, để sớm về cõi Phật an thân, kẻo kiếp phong trần dày gió dạng sương. Thân ái kính chào, Nam Mô A Di Đà Phật.